Cà phê buổi sáng nha. Ok rồi, em chào tất cả các chị. Rồi em chào chị Thuận. Size lớn rồi chị ơi, để em xem con có nào size lớn em quên mất rồi. Chị nào thấy em chấm bài tương tác bài chị em vào nhá. Hiền ơi về rả, lên đây chơi, lên chơi Hiền ơi. Nhà làm quá vậy, về rồi lên đây chơi. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác chị em với nào các chị nào. Mỗi chị em xin một nốt chia sẻ nhé chị nhé. Em chào chị Lê Hạnh. Hai lớn rồi chị ơi, để em xem con có nào sẽ lớn. Bút chút thời gian trả đơn cho chị nhé. Rồi ok chị, mai em soạn em gửi đơn cho chị. Nên mai em đi hết nhá. Mai đi hết nhá chị học. Ngại đi á, từ rồi đó là đây mà ngại đi gì trời. Rồi chị nào thì em chấm bài tương tác bài lên cho em với nhau chị nào. Mỗi chị cho em xin một lúc chia sẻ nhé các chị nhé. Chấm bài tương tác bài chia sẻ bài lên cho em với nó các chị ơi. Để em biết chị đang xem live chị nhé. Các chị đợi em một xíu nào. Đợi em một xíu nhé chị ơi. Chị nào thì em chuyển bài tương tác chị em với nhé chị nhé. Em chia sẻ bài một cái rồi em lên. Các chị chia sẻ bài lên chị em với cho đông đông người vô coi em lên luôn nhé chị ơi. Rồi ok chị. Cái đơn lần trước là em đi là trừ luôn cả cái đơn bữa bữa trước á chị. Bữa trước của chị còn dư một còn dư 500 đó. Làm bữa cái đơn đó em đi đủ luôn đấy. Chị về chị kiểm tra chị tính lại nhá.
Rồi em lên quần trước thôi. Em lên quần trước cho các chị nhá. Chị nào hóng quần em lên quần trước cho các chị này. Quần cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Rồi chấm bài, tương tác bài lên cho em với nào các chị này. Em chào chị Vân Tuyết, có con nào nút không không hả? Có chị. Có nhưng mà con chọn cái size của chị nó có không kìa. Em có nhưng mà không biết là có size của chị không đây. Chị. Rồi em lên luôn đấy chị nhá. Chị nào thấy em chấm bài tương tác chị em với nào chị nào. Mỗi chị em xin muốn chia sẻ đấy các chị ơi. Chấm bài chia sẻ bài lên cho em với nào. Chấm bài chia sẻ bài lên cho em với nhá các chị ơi. Mỗi chị em xin muốn chia sẻ nào. Rồi lên chị con này xinh chị này. Lên cho chị một con quần đầu lai hàng này cực kỳ xinh luôn chị ơi. Em chào chị Trần Thảo Phương Hoàng này. Rồi con này chị em nhé chị ơi. Các chị SML cho em. Kể cả các chị L80 cũng mang hồ cho em chị này. Quần cho em cực kỳ xinh luôn chị nhá. Chị nào L80 cũng mang hồ cho em chị ơi. Chị nào size LXL cho em. Chị nào size LXL mang hồ cho em con này. Cực kỳ xinh luôn chị ơi. Rồi chị nào lấy số mã 01 đi. Lấy 01 chốt 01 cho em nhé. 01 cho em 50.000 thôi chị ơi. 01 50k chị nào size LXL mang hồ. Cho chị coi cái nhung. Cái nhung vàng sau lưng. Cái nhung và cái màu vàng hả? Rồi đợi em một xíu. Rồi con này chị em nhé. Chị nào lấy 01 trước 01. 01 chị nào size LXL cho em này chị này. Chị nào size LXL để mang được cho em nhé. Lấy 01 trước 01 cho em. 01 cho em 50.000 thôi chị ơi. Chị nào lấy 01 trước 01. 01 50k. Chị nào size L80 để 82 mang vừa cho em. Tại vì nó có độ co giãn chị này. Lấy 01 trước 01 cho em. 01 50 nhá. Mã 01 cho em 50.000. Chị nào mà size LXL cho em chị ơi. LXL mang vừa. Lấy 01 chút 01 cho em nhé. 0150. Chị nào thấy em tương tác bài lên cho em với chị nhé. Chấm bài tương tác bài lên cho em với nào. Đây chị ơi, màu vàng đấy. Con màu vàng này nó không phải là hàng nhung chị. Con này chị nào size M ấy chị này. L70-72 cho em chị nhé. L70-72 cái đầu cho em. Một con màu vàng cho em cực kỳ xinh. Chị nào L72 mang vừa. Size SM để mang được cho em. L70-72 size SM để mang được. Lấy vàng chốt vàng cho em nhé. Mã vàng cho em 170.000 mã vàng này. Vàng 170. Chị nào sẽ SM thôi. L72 72-74 cho em chị nhá. 72 cho đến 74 mang vừa cho em con này. Lấy vàng chốt vàng cho em. Mã vàng 170.000 mã vàng này. Có con nhung sẽ không hả? Nhung sẽ chị ơi. Con nhung này toàn size lớn thôi chị. Nhung này mấy con nhung này size to. Chị ơi chị không vừa đâu. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng. Mã vàng cho em. Vàng cho em 170.000. Em chào chị Hoa Nguyễn. Có cái nhung màu xanh size L. Mông nhung màu xanh size L hả? Không có nhung xanh size L chứ. Nó có màu tím không chị? Một con nhung màu tím cho em chị nhá. Màu tím cho em cực kỳ xinh luôn chị này. Con này có độ co giãn, nó theo chị nhá. Một con nhung tím cho em nó theo trực tiếp lên vải cho em kìa. Có tay lửng 52kg hả? Tay lửng 52kg em có. Có con nào size chị trên xào không? Size của chị Duyên Hảo xào lên quần tiếp rồi ok chị. Chị ơi size của chị hả? Size của chị có chị nhá. Rồi các chị cứ từ từ theo dõi em nhé chị ơi. Từ từ theo dõi em rồi em lên. Rồi con nhung cho em này. Chị là L85-90 cũng mang vừa cho em nhá. Trời ơi xinh lắm luôn chị. Nó theo trực tiếp lên vải cho em chị ơi. Chị là L85-90 mang vừa. 60-65kg mang vừa cho em này. 60-65kg quay đầu chị nó lấy mạng 52 nhá. Lấy 52 chất 52, 52 cho em 60-65kg mang vừa. Mã 52 cho em 220k nhá. 220k mã 52 có con có 70kg vừa không hả? Có em có chị ơi. Quần cũng có mà, áo cũng có cho em. Lấy 52 chất 52. Mã 52 cho em 220.000 mã 52 nhá. Mã 52 220. Một con nhung cho em, nó theo chắc chị cho em này chị này. Chị ơi chị 70kg mà eo chị to không chị? Eo của chị to lắm không chị ơi? Rồi lấy 52 chất 52. Mã 52 220 chị nhá. Mã 52 cho em 220.000. Chị nào mà size 60 cho đến 65kg mang vừa cho em. 60-65kg mang vừa cho em cực kỳ xinh luôn chị ơi. Lấy 52 chất 52. Mã 52 cho em. Đây lấy chị con quần này xinh này. 65-70kg đấy chị ơi.
Nói chung là quần ống rộng, chị ơi, quần ống rộng rất chỉ là dễ mặc cho em nhá. Các chị nào mà 65-70kg cũng mang vừa, 65-70kg mang vừa cho em, co giãn thoải mái, chị là mã 520. Mã 520 cho em 50k rồi chị ơi. Lấy 520, chốt 520. 520 cho em 50.000. Chị nào lấy 520, chị nào lấy 520, chốt 520 cho em nhá. Con này chị nào từ 55 cho đến 60. Lê Thị Hương Hiệp, mã 92. Mã 92 á. Ủa? 520 có con nào 92 đâu chị. Con này đúng chị ơi, lấy mã 520 đi chị này. Duyên con trắng. Nhung vàng sau lưng không phải mộng, như con nhung đó không phải vàng đó chị ơi, con đó không phải là nhung đâu. Chị ơi lên lại cho em với, con đó là 520 chị ơi, lấy thì lên số cho em nhé chị nhá. Lấy thì lên số cho em, mã 520 cho em. 520 cho em chị ơi, lấy 520 chắc 520 này. Mã 520 cho em. 520 cho em làm cái gì nhỉ? 520 là chị nào mà từ 50, từ 50 cho đến 65-70kg mang vừa chị nhá. 50 từ 50 đến 65-70kg mang vừa, tại vì nó có độ co giãn cho em. Co giãn thoải mái chị nhá. Rồi các chị nào size S, size M chị này. Size S, size M được mang được cho em eo 70-72 cho em, có độ co giãn chị nhá. Eo 72 được mang vừa cho em, màu cực kỳ xinh luôn chị ơi. Chị Phạm Thị Thuận nhờ xem con xanh gen. Xem con xanh gen trắng á chị. Xem con xanh gen trắng, gen trắng em sợ chị không vừa đâu. Rồi con này chị nào lấy mã 30 nhá, lấy 30 chốt 30 cho em. Mã 30 cho em chị nào mà size S, size M này chị này. Lấy 30 chốt 30 cho em, mã 30 cho em chị nào size S, size M. Eo 72 vào đầu cho em nhá. Lấy 30 chốt 30 cho em. Mã 30 cho em 200.000, mã 30 chị nào lấy 30 chốt 30. Cả hai. Mã 30 cho em 200.000, mã 30 nhá. Lấy 30 chốt 30 sao tự nhiên nó đứng ngắc luôn vậy trời. Nó bị ẩn đó chị. Lấy 30 chấp 30 cho em, mã 30 cho em 200.000. Chị nào mà size SM để mang được. Size SM quay đầu cho em lấy 30 chấp 30, mã 30 cho em 200k, mã 30. Chị nào lấy 30 chấp 30 cho em. 30 cho em 200.000. À màu vàng ấy hả chị? Con vàng này không phải là vải nhung. Này không phải vải nhung đâu chị ơi, đây size to đây. Chị nào 65-70kg đấy. 65-70kg mang vừa cho em nhé, một con màu vàng đồng cho em chị này. Một con màu vàng đồng cho em cực kỳ xinh chị ơi, chị nào lấy vàng đồng chốt vàng đồng. Con này nó không phải là vải nhung đâu chị ơi, em không hiểu nó là vải gì luôn chị ơi. Rồi chị nào lấy vàng đồng chốt vàng đồng nhá, lấy vàng đồng chốt vàng đồng cho em cực kỳ xinh. Vàng đồng cho em 170.000 mã vàng đồng này, vàng đồng 170. Chị nào 65-70kg cũng mang vừa cho em chị này. Có độ co giãn nhá, có hàng nút bên hông này cho em. Chị nào lấy vàng đồng chốt vàng đồng cho em. Mã vàng đồng cho em 170.000 mã vàng đồng 170. Cái này đâu có size của chị đâu. Chị nào lấy vàng đồng chất vàng đồng cho em. Vàng đồng 170 chị ơi. Không có size của chị rồi, chị Vân Tuyết rồi. Còn mấy con có hàng lúc thì nó lại không có size của chị. Chị chưa đến lượt. Rồi lấy chị một con lụa hai lớp dáng dài cho em nhé. Một con lụa hai lớp dáng dài. Con này chị nào size to đấy chị này. Rồi con này chị nào eo 80 size XL cho em. Chị nào eo 80 thôi, size XL mang vừa cho em. Một con lụa hai lớp dáng dài cho em. Có hàng nút cho em nhé. Chị nào mà eo 80, 82 mang vừa, chị nào size XL mang vừa cho em này. Chị nào size XL mang vừa lên mạng 41. Lấy 41 chốt 41 cho em. Lấy 41 chốt 41 nhé. Mạ 41 cho em 240.000 mạ 41 này. Mạ 41, 240. Chị ơi, nó có một con caro in như bữa trước chị lấy thôi. Có cái con caro như bữa trước chị lấy á. Cái đó nó chị nhận được chưa? Chứ còn cái nó có mấy cái này nhưng mà nó lại không có size của chị. Mấy con là chỉ có ưng cái hàng nút thì nó lại không có size của chị ơi. Đây thì kiểu như này anh chị này. Kiểu này size nhỏ đấy chị này. Chưa luôn hả? Rồi đây chị ơi, con này size nhỏ đấy, đơn giản mà lại xinh. Con này đơn giản mà lại xinh cho em chị này. Con này đơn giản mà lại xinh nhá chị nhá. Có ha, cái gì nhỉ? Đây chị ơi, size S đây, eo 68-70 cho em con này. Eo 68-70 cho em, đơn giản mà đẹp chị này. Lụa hai lớp cho em chị nhá. Con này chị nào lấy mã 391, lấy 391 chốt 391 cho em, mã 391 cho em 200.000 mã 391 này. 391 200k chị nào sẽ ép nhá. Eo 6870 quay đầu cho em con này. Eo 6870 mang vừa lấy mã 391, lấy 391 chốt 391, 391 cho em 200.000 mã 391. 391 200k chị nào size nhỏ sẽ ép mang vừa.
eo 68 đến 70 mang vừa cho em. Cái này á, cái này chị Đỗ Hiền lấy á, bị ẩn các chị ơi, không nhìn thấy. Này chị Đỗ Hiền, em không nhìn thấy nữa chị ạ. Chị Đỗ Hiền khách cũ. Con này 200. Nó bị ẩn đó chị ơi, tôi tác bài cho em cho ẩn nhá. Em không nhìn thấy. Rồi chị nào thích hàng xòe không chị ơi? Một con xòe cho em nhá, trên cổ này nó theo cho em này. Trên cổ này nó theo cho em 391 có eo 74 không? Eo 74 hả chị không chị ơi? Mỗi con có một cái thôi nhá. Và con giày nào size? Size 2X hả chị? Size 2X em có. Em có size 2X nhá. Rồi con này cho em chị ơi. Con này nó là form chữ A. Bên dưới là nó xòe to cho em này chị này. Rồi eo 70, 72 à, size SM và eo 68, 70 mang vừa cho em nhá. Chị nào thích form xòe này con này cho em. Eo 68 đến 70 quay đầu cho con này. Chị nào là mã 59. Mã 59 cho em 160.000 mã 59 này. Lấy 59 chốt 59, 59 160 nhá. 58 ký em có. Rồi lấy 59 chốt 59, mã 59 cho em. Chị... có xe XL không? Lấy 59 chốt 59 cho em. Chị ơi lấy vải nhung không? Em có con nhung này xinh đi chị này. Hàng nhung này cho em. Size 2X đây chị ơi. Cực kỳ xinh nhá. Cái này nó theo cho em chị ơi. Nói chung là họa tiết theo, theo trực tiếp lên vải cho em. Con này chị nào lấy mã? Con này cổ rộng nước eo 80. Có câu giả. Mã 52 nhá. Lấy 52 chất 52, mã 52 cho em 220.000 này. 220k mã 52. Nói chung là theo trực tiếp lên bản luôn chị ơi. Một con nhung màu tím cho em cực kỳ xinh, lấy mã 52 nhá. Chị nào lấy 52 chất 52, mã 52 cho em. Lấy 52 chất 52, lấy chị một con thổ cẩm. Hàng này hàng cách tân chị nhá. Một con thổ cẩm cách tân cho em. Form này cực kỳ lạ luôn chị này. Một con cách tân cho em hơi bị lạ luôn. Cái này bị bung cái dây ra, mà em lấy cái dây em thắt lại cho các chị này. Chị nào mà 60-65kg luôn chị ơi. 60-65kg mang vừa cho em nhá. Một con thuộc ai thì nhỉ? Một con cách tân lạ cho em chị ơi. Chị nào lấy lạ chốt lạ. Lấy lạ chốt lạ cho em nhá. Lạ cho em 170.000 mã lạ này. Lạ 170. Chị nào mà size XL. Nói chung là con đó chị nào mà tầm 65kg mang vừa cho em nhá. Chị nào lấy lạ chốt lạ cho em. Chị nào lấy lạ chốt lạ nhá. Mã lạ cho em. Lạ là chị nào tầm 65kg mang vừa. 65kg quay đầu cho em chị ơi. Lấy lạ chất lạ, lấy chị con quần này xinh này. Lạ của chị Bích Hợp. Lạ chị Bích Hợp này, mình có mua này. Rồi em lấy chị một con một quần màu vàng chị ơi. Lấy chị một má quần nhá. Con này co giãn chị ơi, chị nào mà tầm 57-58kg. 57-58kg quay đầu cho em. Nó sẽ hai bên này cho em chị này. Bên trong là nó có quần đùi nhá. Bên trong là có quần đùi cho em. Rồi chị nào lấy má vàng. Lấy vàng chốt vàng cho em. Má vàng cho em 50.000 má vàng nhá. Vàng 50, chị nào mà tầm 57-58kg thôi các chị ơi. 57-58kg quay đầu mang vừa, lấy vàng, chốt vàng. Mã vàng cho em 50.000, một con quần cho em cực kỳ xinh luôn chị này. Chị nào lấy vàng, chốt vàng cho em nhé. Cái này nó có... đằng sau này có bon chun chị ơi, đằng sau có bon chun cho em. Nói chung là dễ mặc với chị nhé. Chị nào mà 57kg đội mang vừa cho em. Rồi về cái dây này các chị tự thắt lại cho em này. Rồi lấy vàng, chốt vàng. Mã vàng cho em. Vàng chị nào mà từ... cái gì nhỉ? Từ 57kg lại mang vừa cho em nhé. 57kg quay đầu cho em. Lấy vàng chốt vàng. Vàng cho em 50.000. Vàng của chị Lan Lê này. Chị Lan Lê lên số rồi. Rồi lấy chị con màu này xinh đi chị này. Trời ơi, SML chị nhé. Nói chung là SML mang được cho em. Vải cho em cực kỳ xinh, vàng 50. Rồi SML để mang được cho em. Hàng là hàng lửng cho em chị ơi. Nói chung là đến mắt cá chân cho em nhé. Một con màu nu cho em. Lấy nu chút nu. Nu cho em 50.000 mạng nu nhé. Mã nu cho em 50k cho em cực kỳ xinh. Xem áo đen đằng sau, xem áo đen đằng sau hả? Lên cho mẫu khác size XL. Rồi đợi em một xíu chị nhá. Chị các chị cứ từ từ theo dõi em like chị ơi. Rồi chị nào lấy nu chốt nu, mã nu cho em 50.000 thôi nhá. Nu 50 SML để mang được tại vì nó có độ co giãn cho em, lấy nu chốt nu. Mã nu cho em 50.000. Nu cho em 50k mã nu nhá. Chị nào lấy nu chốt nu, mã nu cho em 50.000 mã nu nhá, nu 50. Lấy chị một con quần thể thao chị ơi. Lấy chị một con quần thể thao nhá, đằng sau nó cũng có bo chun cho em. Chị nào mà size XL. Nói chung là chị nào size L XL này. L và XL để mang được cho em nhất một con quần ống rộng thể thao cho em chị ơi. Nó xẻ hai bên hông này. Cực kỳ xinh cho em chị ơi. Chị nào mà 55-60kg. 55-60kg mang vừa cho em một con quần ống rộng cho em cực kỳ xinh. Tương tác bài cho em cho khỏi nữa chị này. Rồi con này chị nào lấy mã 14 nhá. Lấy 14 chốt 14 cho em. Mã 14 cho em 50.000 đấy chị ơi.
Mã 14 cho em 50k, chị nào mà 55 60 kg mang vừa. Con này đằng sau có bo chun cho em nhá. 55 dưới 60 kg mang vừa cho em. Lấy mã 14, chốt mã 14. Mã 14 cho em 50.000 thôi chị ơi. Siêu phẩm có size chị không? Chị Nguyễn Thị Sáng. Size lớn hả chị? Chị ơi lấy vải nhung không chị? Có con nhung này theo xinh này chị này. Eo 85-90 luôn chị ơi. Eo 85-90 cho em nhé chị ơi. Con nhung này cực kỳ xinh, nó theo trực tiếp lên vải. Lấy nhung, chốt nhung, mạ nhung cho em 220 chị nhé. Nhung 220 cho em. Nhung cho em cực kỳ xinh luôn chị. Tại vì nó theo á, nó theo bên hông cho em đẹp lắm luôn chị. Rồi lên nhé chị một con đỏ theo luôn chị này. Lên cho chị một con đỏ theo nhé. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em. Mã đỏ cho em, theo cho em cực kỳ xinh. Nói chung là theo trực tiếp lên vải luôn chị này. Theo cho em chị ơi, xinh lắm luôn. Chị nào lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ, đỏ này chị nào size nhỏ và eo 68-70 thôi chị ơi. Chị nào eo 68-70 quay đầu cho em. Mã đỏ cho em 200.000 mã đỏ nhé. Đỏ 200k chị nào sẽ eo 68-70 quay đầu. Eo 68-70 mang vừa cho em nhé. Lấy đỏ chất đỏ, mã đỏ cho em 200.000 mã đỏ này. Đỏ 200k chị nào mà sẽ thôi. Eo 68-70 quay đầu cho em nhé. Lấy đỏ chất đỏ, mã đỏ cho em 200.000. À chắc là size nó hơi nhỏ một tí xíu mà đẹp chị ạ. Chị nào size nhỏ thì lấy con đó cho em. Rồi lấy chị con lụa này. Một con lụa hai lớp, hàng là hàng lỡ nha chị nhá. Một con lụa hai lớp hàng lỡ cho em, cực kỳ xinh luôn chị này. Rồi con này chị nào lấy mã, chị nào eo 82. Mã 82 eo 82 các chị ạ. Mã 82 eo 82 cho em nhá, hàng lỡ cho em. Màu xanh cho em cực kỳ xinh luôn chị. Mã 82 eo 82 cho em lụa hai lớp hàng lỡ. Thọc có cái gì chứ? Rồi chị nào lấy mã 82 eo 82 cho em nhá. Xinh như chị ơi, 170-160.000 đi. 160k, mã 82 eo 82 cho em. Mã 82 eo 82 cho em 160 chị nhá. Lấy 82 chốt 82 cho em, 82 cho em 160.000. Con này chị nào mặc eo 80 đến 82 quay đầu cho em. Hả? Có lớn không? Có lớn không? Có size lớn không hả? Lớn là lớn bao nhiêu chị ơi? Em không nhìn thấy bình luận. Không nhìn thấy bình luận nữa coi. Có size lớn không hả? Có size lớn. Quần hay là áo không? Quần áo đều có hết. Quần áo thì đều có size lớn hết chị ơi. Rồi cái này chị nào size nhỏ này. Chị nào 50 đến 52 kg. Coi chị nào 50 đến 52 kg mang vừa cho em nhé. Chị Ngọc em có áo. Có. Chị có áo dài học sinh. À không chị ơi, bên em không có áo dài đâu. Bên em không bán áo dài nhá. Rồi chị nào 50 52 kg cho em nhé. Con này 50 đến 52 kg mang vừa, quần đùi cho em chị ơi. 50 cho đến 52 kg mang vừa cho em, một con quần đùi cho em cực kỳ xinh, quần lửng. 50 52 kg quay đầu, lấy mã 196. Lấy 196 chốt 196 nhé. Mã 196 cho em 50.000 mã 196 này. 196 50k. Chị nào mà size 50 đến 52 kg thôi các chị. 50 cho đến 52 kg quay đầu cho em, lấy 196 chốt 196. Đấy ạ. Chị nào lấy 196 cho em. Ai? Mẹ. Thôi. Rồi con này chị nào xinh này. Sẽ SM nhá. Con này chị nào sẽ SM mà. Vừa cho em một con màu trắng cho em chị ơi. Một con màu trắng, một con quần màu trắng cho em. Nó xẻ một bên cho em này. Nó kiểu như là màu trắng sữa ấy. Rồi lấy mã trắng đi. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng chị nào size nhỏ sẽ SM. Quần là quần cạp cao nhá. Size S, size M mang vừa mã trắng. Trắng cho em 50.000 mã trắng này. Trắng 50 chị nào sẽ S, M thôi. Trắng cho em 50k S, M mang vừa nhá. Lấy trắng chốt trắng. Trắng cho em 50.000. Chị nào sẽ S, M thôi chị ơi. Nói chung là size nhỏ nhỏ mà là xinh. Size nhỏ nhỏ mà là xinh chị ạ. Em chào chị Quỳnh Trang, chị Quỳnh cái gì. Rồi con này chị nào sẽ S, M nhá. Con này chị nào sẽ SM mang được chị này. Rồi con này chị nào sẽ SM để mang được cho em con này. Chị lên mã 301. Lấy 301 chất 301. Mã 301 cho em 50.000 mã 301 này. 301 50k nhé chị là 301 chất 301. 301 cho em 50.000. Rồi lấy chị càng cách tân chị ơi. Lên cho chị một con cách tân nhé. Chị nào lấy cách tân chốt cách tân cho em này. Mã cách tân cho em. Cách tân chị nào size L, XL. Có L. Không. Chị lấy L. Có size L hả? Quần hay áo? Chị quần hay áo á?
Rồi con này chị em, chị nào mà eo tới 80-82 cho em nhé. Một con cách tân cho em eo 80-82 mang vừa. Chị nào lấy cách tân chứ cách tân. Cách tân cho em 80.000 mà cách tân 80 rồi ok chị. Lấy cách tân chốt cách tân cho em, cách tân cho em 80k chị nào eo 80-82. Chị nào size XL mang vừa cho em. Size XL mang vừa cho em nhé. Lấy cách tân chốt cách tân cho em 80.000 mà cách tân. Chị nào eo 80-82 quay đầu cho em. Lấy cách tân chốt cách tân nhé. Cách tân eo 80-82 quay đầu. Con này đẹp lắm luôn chị Cúc Phạm ơi. Hàng gì á chị? Hàng si chị ơi. Hàng si chị nhá, không phải hàng mới đâu. Đây chị, eo 85-90 mang vừa cho em tại vì có độ co giãn. Cổ giọt nước chị này. Cổ là cổ giọt nước nhá, mà này nó theo cho em. Nói chung là theo trực tiếp lên vải luôn chị nhá. Nó theo trực tiếp lên vải không phải in đâu các chị ơi. Rồi mạng nhung cho em. Nhung cho 220.000 mạng nhung nhá. Nhung 220. Chị nào eo 85-90 cũng mang vừa tại vì nó có độ co giãn cho em chị này. Hai này hàng co giãn cho em chị ơi. Lấy nhung chút, nhung mạng nhung cho em 220. Chị nào mà size size lớn, nói chung là size hơi to một xíu. Size to một xíu nhá. Con này size nhỏ hơn này. Con này size nhỏ hơn. Xuất sắc hả? Rồi lấy chị con nhung này nữa này. Con này không phải theo chị nhá. Con này xinh lắm luôn chị ơi, con này đính đá. Con này đính đá cho em chị nhá. Nhung eo 72 có không hả? Nhung eo 72 chị ơi. Eo 72 á. Chị ơi con này này bình thường là eo 72 cũng được này, nhưng mà có độ co giãn nhá. Chị nào size L eo 76-78. Con này chị là eo 76-78 mang vừa cho em, nói chung là có độ co giãn eo 76-78 mang vừa này. Chị nào lên mạng 237, lấy 237 chốt 237. 237 cho em eo 76-78 mang vừa. Eo 88 hả? Eo 88 có hàng nhung ơi chị rồi mã 237. Lấy 237 chốt 237, 237 cho em 160.000 mã 237 này. 237 160 nhá. Chị nào mà size L, nói chung là ML để mang được. ML để mang vừa cho em lấy mã 237. 237 cho em 160.000 mã 237. 237 160 lấy chuyển con xong xuông. Lấy chỉ một mã xuông nhá, con xuông chỉ là 60kg này. Con này 60kg quay đầu cho em nó bị do một tí xíu chị ơi. Một con xuông nó theo đi cho em chị này, lấy xuông chất xuông. Mã xuông cho em 50.000 mã xuông nhá. Xuông cho em 50k chị nói xuông chất xuông, xuông 50. Xem đỏ size to hả chị? Đỏ size to, to là to bao nhiêu chị ơi? Chị mặc size gì chị? Chị mặc size gì chị? Em có con cách tân này. Một con cách tân size lớn. Lên cho chị một con cách tân nhá. Đây chị ơi con này size lớn đây. Con này size 3X này. Chị nào size 3X thì lấy con này cho em nhá. Một con cách tân size to cho em chị này. Chị nào size 3X thì lấy con này cho em chị ơi. Xinh cực kỳ luôn. Rồi con này chị nào size 3X nhá chị ơi, size lớn đây. Rồi con này chị nào lấy mã 12, lấy 12 chốt 12. Mã 12 cho em nhá, 237 á. 237 đây. Quá. Các chị ơi lấy lên số cho em, chị Thu Hoài á. 160. Rồi con này chị nào lấy mã 12 này. Lấy 12 chốt 12, mã 12 cho em nhá, 150. Mã 12 cho em 150.000, chị nào mà sai em. Size 7X cho em chị nhá. Con này size 7X cho em. Chị nào lấy mã 12 chốt 12. Mã 12 cho em 150.000 mã 12 nhá. Lấy 12 chốt 12. 12 cho em 150k mã 12 nhá. Lấy 12 chốt 12 này. 12 150. Rồi lấy chị con lụa hai lớp màu tối chị ơi. Con này nó hơi tối một tí xíu nhá. Con này màu không được sáng lắm. Nói chung là nó hơi bị tối luôn. Rồi con này cho em chị này. Size lớn cho em chị ơi. Chị nào eo 92. Eo 92 đến 94 cho em chị này. Eo 92 chị đến 94 mang vừa cho em con này nhá. Con này cũng size 3X luôn chị này. Rồi con này chị nào lấy mạ đen đi. Lấy đen chắc đen. Đen cho em 120 nhá. Mạ đen cho em 120.000. Một con lụa 2 lớp dáng dài cho em. Có hàng nút. Chị nào size 3X thì lấy con này cho em. Lấy đen chắc đen. Đen cho em 120.000. Mạ đen 120 chị ơi. Lấy đen chắc đen. Đen cho em 120k mạ đen nhá. Đen 120. Chị nào mà size size 3X cho em, size to đó chị. Lấy đen chút đen. Mạ đen, mạ đen. Đen cho em 120.000. Rồi em có hai con này giống nhau đó chị này. Một con size 3X và một con XL nhá. Một con 3X và một con XL cho em chị ơi. Các chị
lấy lên số cho em nhé, tại em không nhìn thấy chị nào hết, bị ẩn, em không nhìn thấy mức chị nào hết các chị ơi. Rồi con này chị em có hai con size giống nhau. Con coi trang của mẹ con nào. Chị nào. Rồi con này chị em nhé, chị nào mà một con là size XL và một con là size 3X cái gì mà chị nào? Chị nào lên số trước thì chốt chị đó. Rồi con này chị em nhé, chị nào mà size XL và size 3X chị em, nói chung là em có hai size. Chị là mạng 52 nhé, mạng 52 chị em size lớn và size nhỏ. Mạng 52 chị em là size XL và size 3X chị em chị nhé, lấy 52 chất 52. 52 size lớn hoặc size nhỏ cho em nhé. 52 size lớn hoặc size nhỏ cho em 240.000 này. Lên ít quá. Ờ ok. Lấy 52 chất 52. 52 cho em. Mạng 52 một con size lớn và một con size nhỏ. Chị nào lấy size lớn chốt size lớn và chốt lấy size nhỏ chốt size nhỏ cho em nhé. Rồi đây quần đấy chị ơi. Chị nào 55kg, 55 đến 57kg mang vừa cho em này, có độ co giãn. 55 cho đến 57kg mang vừa, một con quần màu sọc cho em chị ơi. Một con quần sọc cho em cực kỳ xinh nhá. 55 57kg được mang vừa cho em. 52 của chị Thu Phương Đỗ này. Size lớn hay size nhỏ chị ơi? Em có hai size, một size XL và một con 3X. Rồi em còn một mạng 52 size lớn chị ơi. Em còn một mạng 52 size lớn, con là 240. Rồi con này chị nào lấy mạng 339 này. Lấy 339 chốt 339. 339 cho em 50.000 thôi chị ơi. 339 50k nhé, chị nào 55kg độ mang vừa cho em. 55kg độ mang vừa cho em chị này. Lấy 339. Mạng 339 cho em 50.000 mạng 339 nhé. Lấy 339 chốt 339. 339 cho em 50k. Rồi lấy chị con này màu xinh chứ chị ơi. Đồng bông. Hả? Đồng bông. Đồng bông là gì? Đồng bông. Con nào? Mình nói mình là to to lên, tao đã không nghe tiếng rồi. Đúng cái quạt đã không nghe rồi. Ba ba chín kìa. Trần Tân Sử. 339 chị Trần Tân Sử, 50.000 khách cũ. Con này mông 90-92 chị ơi. Con mông giá khỏi. Mông 90-92 mang vừa nhá. Mông là 90-92 mang vừa. Rồi con này cho em chị này. Nói chung đằng sau có bo chun nên là các chị thoải mái luôn. Eo 80-82 của mang vừa được. Còn đằng sau là có bo chun đi em nhé. Một con màu hồng nước cho em chị này, cực kỳ xinh luôn. 55-60kg các chị mặc được hết. Lấy mã 308. Lấy 308 chất 308. 308 cho em 50.000 mã 308 này. Lấy 308 chất 308. 308 cho em 50k. Các chị size L, XL được mặc được chị nhé. L, XL được mang được cho em. Lấy 308 chất 308. 308 cho em 50.000 một con quần kiểu cho em chị ơi. Một con quần kiểu cho em chị nhé. Lấy 308 chất 308. 308 cho em 50.000. Chị nào mà từ 5... từ 45 cho đến 60kg để mang được chị em. Tại vì đằng sau không có bao chun cho em chị nhé. Rồi lấy chị một con quần màu đen chị này. Con siêu phẩm 2X. Siêu phẩm 2X nhá. Em giờ em có 3X rồi chị ơi. Em còn 3X rồi chị. Con này còn 25-240. Size 2X đây chị ơi. Mông bao nhiêu con có hỏi. Mông 90. Lấy con kia. Mông chị 98-100 rồi. Vậy thì lấy con này đi chị ơi, lấy con lớn này đi. Lấy con lớn đi, con kia chị không vừa đâu. Rồi em có con size này, size 2X này chị này. Rồi em còn mạng 52 nhá. Mạng 52 thì em còn size 2X, chị A size XL thôi. Mạng 52 em còn size XL. Đây chị ơi, chị nào size 2X này. Size 2X chị em đây chị ơi. Con này cực kỳ xinh. Chị nào là mạng 41. Mạng 41 chị em nhá, lụa 2 lớp hàng dài. Mạng 41 chị em 240.000 mạng 41 này. Rồi con này chị em co giãn thoải mái chị này. Co giãn thoải mái cho em nhé. Chị nào size L, XL được mang được cho em chị ơi. Nói chung là cái quần mà có bo chun là các chị rất chi là dễ mặc cho em nhé. Chị nào lấy mạng 46. Lấy 46 cho 46. Mạng 46 cho em 50.000 thôi chị ơi. Mạng 46 cho em 50k. Lấy 46 cho 46 này. Mạng 46 cho em 50.000. Con vàng size mấy? Lấy 46 cho 46 nhá. 46 50k. Bộ con vàng là size XM thôi chị ơi. Vàng này là size XM thôi, eo 72-72-74 thôi chị. Vàng là eo 72-74 mang vừa, SM mang vừa nhá. Mã vàng cho em 170.000 mã vàng. Vàng 17 mua chị nào size XM. 46 của Hà Nguyễn. 46 của chị Hà Nguyễn. Lên số cho em chị ơi, lên cho. Rồi con này cho em này, chị nào size XL cho em chị này. Size XL nhá, quần lủng cho em nó dạng như là quần quần cái gì nhỉ. Ống kiểu nó dạng như quần ống váy chị ơi. Quần ống hơi to một xíu, cực kỳ xinh luôn chị này. Chị nào size XL cho em con này. Chị nào size XL mang vừa nhá. Lấy mạng 519. Mạng 519 cho em 50.000 đó các chị ơi.
19 cho em 50k cho em nhé. Lấy 5 một... Hả? Em cảm ơn đâu. Lấy 519 chốt 519 cho em 519 50.000. Nô nô là màu nào? Con này à chị? Con này hả? Lấy mạng 52 nhé. Mạng 52 cho em, eo 80 quay đầu cho em. Nô là màu nào? Rồi con này cho em chị nào lấy mạng 519. 519 cho em 50.000 thôi chị ơi. 519 50k chị ơi. Lấy 519 chốt 519. 519 chốt 519 chị Trần Tân Sửu, cái bên trang của cô Huệ có thấy không? Mẹ không thấy, nó không lên. Rồi các chị này co giãn cho em chị ơi, nói chung eo 82, 84 đều mặc được hết nhé. Cách tân xã XL hả? Cách tân XL, hình như là em có một con, đây này chị này. Em có một con cách tân XL đây. Lấy cách tân trước cách tân cho em 80.000. Cách tân cho em 80k chị là eo 80 đến 82 nhé, eo 80, 82 quay đầu cho em. Lấy cách tân trước cách tân 50, à cách tân 80 cho em. Bên này em không nhìn thấy các chị này. Nó bị ẩn em không thấy các chị ơi, các chị thấy em chấm bài tương tác cho em cho khỏi ẩn với chị nhá. Nhiều khi các chị chốt em còn nhìn thấy. Rồi lấy chị một con quần màu đen. Một con quần màu đen cho em chị ơi, chị nào size XL cho em, nói chung là co giãn thoải mái cho em này. Mặc mấy con này mùa này cực kỳ sướng luôn các chị nhá. Lấy mạng 34. Mạng 34 cho em 50.000 mạng 34, lấy 34 chốt 34. 51972 kg, 72 kg không vừa đâu chị ơi. 72kg không vừa mà con đó hết rồi, 519 hết rồi. Rồi lấy mạng 34, lấy 34 chất 34. Cái đen 120 hết rồi. Cái đen 120 hết rồi chị ơi. Cái đen 120 hết. 72kg hả, 72kg em có mà chị mặc eo bao nhiêu chị? Quan trọng là cái eo của chị nó là bao nhiêu chị ơi, con này á. Con này size lớn đấy, chị nào size to đây. Một con màu vàng, cái gì nhỉ? Nó dạng như là màu vàng đồng nhé chị ơi. Con này nó là màu vàng đồng cho em chị này. Con này chị nào size to eo trên 100 nhá. Eo 104 cho em con này. Chị nào eo 104 mang vừa, lấy mã to chất mã to. Mã to cho em chị nào size hơi bị lớn luôn. Lấy to chất to cho em, nó là màu vàng đồng chị ơi, không phải màu nâu đâu. Các chị nhìn sao nó xanh màu nâu. Lấy vàng đồng chất vàng đồng cho em nhá. Vàng đồng cho em chị nào mà size lớn. Eo của nó eo tới 100, 102 luôn chị. Size nói chung là hơi to một xíu. Vàng đồng cho em là 140.000 mã vàng đồng. Rồi con màu trắng chị này. Trời ơi con túi SML các chị nhá. Con này SML để mang đồ cho em. Chị nào thích màu trắng thì là con này. Này nó dạng màu trắng sữa không phải trắng tinh đâu chị. SML cho em chị ơi. Chị nào thích màu trắng thì lấy con này cho em. Màu trắng rất chị là dễ phối đồ cho em con này. Chị nào lấy mã 39. Lấy 39 cho 39 nhá. Mã 39 cho em SML các chị mặc được. S vào lò quay đầu cho em hàng quần ống rộng cho em chị ơi. Lấy mạng 39. 39 cho em 50.000 mạng 39 này. Lấy 39 cho 39. Vàng hoa trên xào nó là size M chị ơi. SM thôi nhá. Size SM mang vừa. Lấy vàng chốt vàng. Vàng là size SM mang vừa. Con vàng này chị nào size SM thôi. Mã vàng cho em 160.000 mã vàng này. Vàng 160 nhá chị nào size nhỏ nhỏ. Lấy vàng chốt vàng. Vàng là size SM quay đầu cho em. Trắng đó. Trắng đó chị Ngọc Tuyết, lên số chứ. Lên số cho em nhé chị ơi, lấy quần thì lên số cho em. Các chị ơi lấy quần chốt đủ 2 cái thì em đi đơn chị nhá. Quần có 50.000 một cái đó chị, nói chung là rẻ lắm. Mã đen 120 của chị Rani Fan chị ơi. Rồi con này cho em chị này, size LXL cho em. Vàng Trần Minh Châu. Vàng của chị Trần Minh Châu. Các chị lên số đi. Các chị ơi lấy mã kèm số cho em nhá. Tại vì em không nhìn thấy các chị, nên là các chị kèm mã và kèm số một lúc cho em chị ơi. Mã và số một lúc cho em nhé, chị các chị khách mới. Còn các chị khách cũ thì không cần đâu. Các chị khách mới là phải lên mã lên số cho em chị nhé. Cái đỏ tay dài size gì? Cái đỏ tay dài size gì hả? Đâu có con đỏ nó tay dài đâu trời. Đâu có con đỏ nó tay dài đâu chị ơi. Rồi con này cho em đi chị này. Nói chung là chị nào size M, size L và XL để mặc được nhá. Nó có cái dây thắt đây chị này, M, L, XL để mặc được cho em. M, L, XL để mang được cho em này, lên mã 75. Lấy 75 cho 75 nhá. Mã 75 cho em 50.000 thôi. Mã 75 cho em 50k. Chị lấy 75 cho 75, 75 50.000. M L XL đều mang được. M L XL quay đầu cho em chị ơi. 160. Ừ. Rồi con này cho em chị này. Con này size nhỏ với chị. Hàng gấm nhá. Hàng gấm tay dài cho em, họa tiết hoa cho em cực kỳ sang. Một con họa tiết hoa cho em sang lắm luôn các chị. Chị nào mà eo 80, eo 76, 78 thôi. Chị nào size lò lớn cho em, eo 76 đến 78 mang vừa cho em nhé. Eo 76 đến 78 mang vừa.
Chị nào sai lò lồn cho em một con gấm cực kỳ xinh chị này. Eo 76 đến 78 mang hộ. Rồi con chị này mã 248. Mã 248 cho em 150 và 248 nhá. 248 cho em 150.000 và 248 này. 248 150 em có con này chị nào sai lò này. Hoa vàng eo bao nhiêu? Hoa vàng eo 72 74 chị. Hoa vàng hết rồi. Chị cho cái nhu, chị đã hỏi đâu. Eo 72 74 sẽ SM chị ơi. Cho cái nhu 220. Cho cái nhu 220 chị nào lấy á? Tiếp phạm hả? Cúc phạm. Chị ơi lấy lên số cho em chị nhá. Các chị lấy lên số cho em nhung 220 này. Rồi con này cho em chị nào sai lò eo 74 đến 76 cho em. Eo 74 76 mang vừa một con gấm màu đỏ cho em. Con này chị nào lấy mã 169. Mã 169 cho em 169 130 chị ơi. Mã 169 cho em 130.000 mã 169 nhá. 169 130 rồi con này sai lớn đây. Chị nào chị cái con này nó bị cái gì nhỉ? Cái dây thông á, nó bị bung ra rồi nhá. Về các chị may lại cho em. May lại cái dây thông cho em chị nào 60-65kg đầu vừa hết chị ơi. Con này size to 60-65kg mang vừa một con quần màu vàng cho em. Con này bị mất dây thông rồi em lấy thì con này 40k thôi chị ơi. Lấy vàng. Lấy vàng chốt vàng, vàng 40 nhá. Mã vàng cho em 40.000. Lấy vàng chốt vàng cho em 40k mã vàng, vàng 40. Caro này size nhỏ chị ơi. Caro là cũng size SM. Caro này sẽ SM mang vừa cho em nhé. Rồi con kia chị nào lấy vàng chốt vàng này. Mã vàng cho em 40.000 mã vàng. Vàng 40 chị ơi caro xinh chưa. Dáng dài cho em. Chị nào eo 72, 74 sẽ SM lấy caro chốt caro. Caro cho em 150 chị nhé. Caro cho em 150.000 chị nào sẽ SM mang vừa lấy caro chốt caro. Caro 150 chị nào sẽ SM thôi chị ơi. Tay là tay lỡ, hàng là hàng dài cho em chị này. Hàng dài tay lỡ cho em nhé. Cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy caro chốt caro. Mã caro cho em 150.000 mã caro này. Caro 150 chị nào sẽ SM mang được. Sẽ SM đấy chị ơi, lấy caro chốt caro cho em. Caro Trần Minh Châu. Caro chị Trần Minh Châu này, 150 này. Rồi lấy tiếp các chị một con quần này. Con này chị nào size lò thôi các chị nhá. Con này chị nào size lò mang vừa. Con này chị nào size lò lớn eo 76-78. Eo 76-78 mang vừa cho em chị ơi, có túi cho em này. Chị nào eo 76-78 mang vừa, một con quần size lò lớn. Lấy mã 69. Mã 69 cho em 50.000 mã 69 nhá. Lấy 69 cho 69 69 50k. Chị nào mà size lò lớn eo 76-78 mang vừa. Lấy 59 cho 59. Hay mã 69 cho em lộn. Mã 69 cho em 50.000 thôi chị ơi, lấy 69 cho 69 69 50. Rồi con này cho em chị này. Các chị SML chị nhá. Nói chung là co giãn thoải mái lắm chị ơi. SML quay đầu nó xẻ một bên này chị này, cực kỳ xinh cho em nhá. Nói chung là có bình lót, ai nhìn nhận nó có quần đùi bên trong nên là các chị không sợ hở đâu. Có túi đàng hoàng chị ơi. Rồi con này màu hồng cho em chị ơi, cực kỳ xinh. SML các chị mặc được hết chị nhá. Con này SML mang vừa cho em này. Chị là mã 321, mã 327 chị em lộn. Lấy 327 chấp 327. 327 cho em 50.000 nữa chị ơi. 327 50k. Mã 69 của chị Trần Tân Sửu kìa. Rồi lấy mã 327 327 50.000 chị ơi. Có quần đùi bên trong, bên trong nó là cái quần đùi nhá, không phải là miếng lót đâu chị, cực kỳ xinh luôn. Lấy mã 327 50k SML các chị mặc được hết. SML là các chị mặc được cho em chị ơi, nó có độ co giãn. Em có cái quần bầu này. Có chị nào có mang bầu mang biết gì không? Em có một con quần bầu cho em chị ơi. Chị nào lấy quần bầu chốt quần bầu cho em nhá, có túi. Cái này nó có nói chung là có độ cái độ tùy chỉnh cho mình chị này. Có độ tùy chỉnh cho các chị nhé chị ơi. Chị nào lấy quần bầu chút quần bầu. Quần bầu 50. Một con quần bầu cho em cực kỳ xinh. Chị nào lấy quần bầu chút quần bầu cho em nhé. Chị nào đang mang bầu thì lấy con này cho em. Có túi hai bên bầu. Rất là dễ thương đó chị. Rồi lấy quần bầu chút quần bầu. Quần bầu 50 này. Quần bầu cho em 50k đấy chị ơi. Chị nào lấy quần bầu chút quần bầu. Quần bầu 50. Ông xuông có màu đen không? Ông xuông có màu đen không á? Có chị nhá. Rồi con này chị nào size lò này. Size lò cho em chị ơi. Trời ơi họa tiết hình à. Cái gì nhỉ? Họa tiết hình con chim hàn chị ơi. Xinh lắm luôn chị. Nói chung là quần rất chi là rẻ nhé. Có 50.000 chiếc thôi chị. Rồi con này chị nào cũng size lò. Lấy chị nào là mặt 526. Mấy 526 chấp 526. Mã 526 cho em 50.000 chị ơi. Quần ống rộng cho em cực kỳ xinh. Lấy 526 chấp 526. Chị nào size lò lớn cho em nhé. Con này chị nào size lò lớn. Lấy 526 chút 526. 526 50.000. Lên quần eo 70. Lên quần eo 70 hả? Eo
526 của chị Lan Lê. Rồi các chị này, này cho em nhé, co giãn nhé, các chị size LXL đều mặc được. LXL là các chị đều mặc được cho em con này. Một con quần ống rộng cho em có hàng nút chị này. Cái túi của nó cực kỳ xinh, nói chung là các chị size L là XL các chị đều mặc được cho em. Một con màu xanh đen cho em, size L, XL đều mặc được. Đằng sau là có bo chun cho em nhé. Chị em mã 335. Mã 335 cho em lấy 335 cho 335, 335 cho em 50 ngàn thôi. 335 50k các chị size L, LXL cho em nhé, tại vì nó có độ co giãn cho em chị này. LXL, đây này các chị này. Trời ơi. Xinh lắm luôn, XL. Con này chị nào size to hơn xíu này. Chị ơi các chị này thấy không? Quần ống lê cho em nhé. Cực kỳ xinh cho em. 33 35 của chị Trần Tân Sử kìa. Rẻ lắm các chị hốt 10 cái có 500 nghìn. Mà các chị đi may có hai cái quần à. Nói chị mua đây được cái 10 cái luôn. Và cái hàng si, cái em nói các chị cái vải hàng si nó cực kỳ tốt luôn. Rồi con này chị nào 65kg nhá. Con này size to, con này chị nào 65kg mang vừa. Dạng quần thể thao cho em chị ơi. Dạng quần thể thao cho em nhá. Nó còn lê nhẹ một tí xíu chị này. Rồi con này chị nào lấy mã to, lấy to chất to chị nào 60-65kg này. Lấy to chất to cho em to 50 ngàn đó chị ơi. To 50k nhá. Chị nào 60-65kg, 60-65kg mang vừa. Lấy to chất to, mã to cho em 50 ngàn đó chị ơi. Rồi con này chị nào L70 cũng mang vừa này. Nói chung là size SM nhá. Có độ bo chun cho em, SM mang vừa. Một con chấm bi cho em chị này. Một con quần chấm bi cho em. Em nói các chị độ mới của nó cực kỳ to và chị lưu luyến. Rồi đây chị ơi, chị lưu luyến khách cũ. Đơn mới, đơn kia đi rồi. Rồi con này chị em nhá. Một con quần chấm bi chị nào size SM. Trời ơi chị nào lấy bi chất bi. Mã bi cho em 50 ngàn đó chị ơi. Bi 50 nhá, chị nào size SM đi chị này. SM mang được kể cả các chị mà L60 các chị cũng mặc được em. Tại vì nó là bo chun chị nhá. Nó là bo chun các chị L60 rồi 62, 70, 72, 74 thì các chị đều vừa hết. Nó là hàng bo chun cho em dễ mặc lắm. Lấy bi chút bi, mạ bi cho em 50 nghìn mạ bi. Có quần màu vàng không? Bi 50, quần màu vàng hả? Khi đấy em có quần màu vàng đâu mất tiêu rồi. Lấy bi chút bi, bi cho em 50 nghìn. Có màu vàng nhưng mà nó bị cái gì nhỉ? Em có sọc màu vàng chị ơi lấy không? Có con sọc màu vàng á, thì em có con sọc màu vàng cho em cực kỳ xinh. Rồi chị nào thích màu đen, quần to, quần ống rộng cho em chị này. Bi của chị Trà Giang Nguyễn Thị. Chị Trà Giang Nguyễn Thị ơi, con bi đó là size nhỏ nhá. Size SM thôi, Trà Giang Nguyễn Thị đơn mới đâu có. Đơn mới. Con đó là size SM thôi chị. Không phải size lớn đâu. Rồi con này cho em này, chị nào L80-82, chị nào size XL. Size XL mang vừa L80-82, bi hết rồi Huy Hoàng rồi. Rồi size XL, L80-82 cho em. Một con quần cho em nói chung đằng sau có bo chun là các chị dễ mặc lắm luôn. Con này túi quần hơi sâu, các chị để điện thoại không bao giờ rớt. Rồi con này cho em chị nào lấy mã 112. 112 cho em 50.000 mã 112 nhá. Lấy 112 chút 112. L74A rồi, tại vì khi đấy em thấy chị hỏi size lớn nên em tưởng là chị size to. Con đó vừa, tại vì nó là hàng bo chun chị ơi, dễ mặc lắm. Rồi lấy mã 112 nhá, chị nào 60-65kg đấy chị này. Form to cho em đằng sau có bo chun. Mã 112 cho em 50 ngàn thôi. Có túi cho em cực kỳ xinh. Mã 112 chất 112. 112 cho em 50 nghìn. Mã 112 nhá. 112 50k. Lấy 112 chất 112. Rồi con này chị nào sẽ SM đó chị này. Con này chị nào sẽ SM cho em nhá. Màu xanh dáng lửng. Màu xanh dáng lửng cho em. SM được mang được chị này. Sẽ SM mang được cho em. Chị nào lấy mã 80, lấy 80 chất 80 cho em nhé. Mã 80 cho em 50 nghìn, lấy 80 chất 80 cho em, 80-50k. Chị nào mà sai em, sẽ SM, SM mang vừa cho em, lấy mã 80 chất mã 80, 80 cho em 50 nghìn. Lấy chị một con quần màu tím này, chị nào thích màu tím chị ơi. Màu tím này chị em nhé, 55-60kg, con này chị nào size to. Một con quần màu tím chị nào 55-60kg mang vừa, lấy tím chất tím. Mã tím cho em chị nào size lớn 55-60kg mang vừa cho em chị ơi. Lấy tím chốt tím nhá. Mã tím cho em. Tím chốt tím. Mã tím cho em 50.000 mã tím này. Tím 50. Rồi lấy chị một con. Con này là hàng lụa chị ơi. Form xuông nhá. Chị nào 60kg. Con này chị nào 60kg mang vừa. Con này nó có xước nhẹ 1-2 đường thôi chị nhá. Nói chung là một ít thôi. Lấy lỗi chốt lỗi. Mã lỗi cho em 50.000 mã lỗi này. Lỗi 50k. Chị nào 60kg mang vừa cho em nhá. Hàng là hàng lụa luôn chị ơi. Nó là vải lụa. Chị cho địa chỉ luôn có được không? Ngày mai chị không có điện thoại. Rồi ok chị, mà chị ơi cho em cái điện cho em cái số điện thoại chính xác một tí nhé chị nhá. Rồi con này chị nói lấy lỗi chốt lỗi cho em 50.000 mã lỗi này, lỗi 50. Chị nào mà tầm 60kg đổ lại mang vừa cho em nhé chị ơi. Mã 80
60 kỹ năng vừa. Hả? 80 eo 70 vừa không hả? Mà lỗi của chị Lưu Luyến. Chị ơi con này có độ co giãn, chị đằng sau có bo chun nhá. Được chị ơi. Vừa chị đại về đằng sau có độ bo chun cho em. Lấy mã 80 cho em, 80 cho em. Hàng màu xanh, dáng lửng cho em cực kỳ xinh. Rồi đấy chị con trắng này. Trắng này chị nào sẽ SM nhá. Eo 72 thôi. Đơn giản lại xinh cho em này. Đơn giản nhưng mà kêu nó có hàng nút bên hông cho em. Rồi con này chị nào eo 72 mang vừa. Lấy trắng chốt trắng. Mã trắng cho em 50.000. Trắng cho em 50k. Chị nào sẽ SM được mang được eo 70 đến 72 mang vừa. Chị có hai người SM. Ai? Chị Cúc Phạm hả? Vậy đó chị. Không, tại vì em không nhìn thấy, em không biết là chị nào với chị nào đó chị ơi. Cái gì chốt 526 đi shop. 526 là con nào con? Hình như 526 là hết rồi chị ơi, 526 như hết rồi. Rồi ở đây có chị nào mặc đồ mà hơi bụi bụi một tí không chị? Chị nào mặc đồ hơi bụi bụi một tí không chị ơi? Con này cực kỳ xinh. Nhưng mà con này chị nào mà tầm size á? Em coi con này nó size gì? Này nó kiểu như là thiên về à, các chị hay mặc đồ dàn di đồ á. Sẽ SM á chị, SM thôi nhá. SM thôi chị ơi, quần ống rộng cho em cực kỳ xinh nhỉ. 80 của ai? Hoa hồng. Của chị Hoa Hồng. Rồi các chị này, trời ơi một con quần cho em cực kỳ xinh. Chị nó sẽ SM thôi nhá. SM quay đầu cho em con này thôi chị này. Lấy xanh chốt xanh, mã xanh cho em 50.000. Hàng kaki chị này, con này hàng kaki cho em nhá. Lấy xanh chốt xanh cho em, mã xanh cho em 50k, mã xanh này, xanh 50. Chị nào sẽ SM thôi, tập eo 70-72 đấy chị. Eo 70 đến 72 mang vừa cho em thôi các chị nhá. Rồi lấy chị một con quần sọc chị này. Một con sọc thể thao cho em chị nhá. Một con sọc thể thao cho em có độ cái độ co giãn này, nó sẽ chị này. Nói chung là hai bên hông này nó sẽ cho em chị nhá. Các chị SML các chị mặc được hết chị ạ. Nó có độ co giãn, lấy sọc chốt sọc. Mã sọc cho em 50.000 mã sọc nhá, sọc 50 các chị SML các chị mặc được. Nói chung là có độ co giãn cho em chị ạ, lấy sọc chốt sọc. Mã sọc cho em 50k các chị, một con sọc thể thao cho em. Cái này các chị ra chợ bèo lắm cũng phải 80 đến 90.000 chị nhá. Các chị ra chợ bèo cũng phải 80 đến 90.000 ha. Xanh đó, xanh của ai? Thị Phê. Xanh của chị Thị Phê. Sao SM luôn nhá chị nhá. Các chị ơi lấy số cho em, lấy lên số cho em chị Thị Phê. Rồi lấy sọc cho sọc, sọc cho em 50.000 các chị ơi, sọc 50. Các chị size S, size M, size L. Nói chung là ba size này mà mặc đều mặc được cho em chị nhá. Lấy sọc cho sọc, mã sọc cho em. Của chị đâu? Của ai? Sọc của chị Thị Phê luôn, lấy số cho em nhá chị ơi. Rồi con này cho em đây chị này. Trời ơi các chị ơi, một con quần ống rộng. Em nói các chị mấy quần này các chị đi may bèo bèo phải trên 100.000 chị nhá. Này các chị này, nó kiểu này, quần kiểu cho em chị ơi. Một con quần kiểu cho em nhá. Nó một bên xẻ bên không các chị này. Bên này nó xẻ nhá, bên này là nó không các chị ơi. Nói chung là bên kín bên hở. Bên kín bên hở cho em này. Rồi chị nào lấy á. Trời ơi đẹp lắm các chị. Em nói mấy cái con kiểu này cực kỳ xinh lắm chị ơi. Mấy quần này mặc nó hơi lâu một tí các chị. Nhưng mặc lên em nói các chị chỉ có chết thôi. Mặc lên là chỉ có chết thôi nhá. Eo 74 các chị, size M eo 74 mang vừa, một con quần ống rộng quần kiểu cho em chị này. Eo 74 mang vừa, chị nào lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu cho em eo 74 các chị ơi. Em nói các chị ra chợ thì các chị trên 100.000 hết nhá. Ra chợ là trên 100.000 hết, em bán các chị có 50.000 thôi, lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu cho em 50.000 thôi chị. Kiểu 50, con lấy con mặc đi này. Lấy kiểu chất kiểu, kiểu cho em 50.000, chị nào sẽ SM. Kiểu của ai? Ngô Thị Điệp. Hồ Thị Điệp. Lên số cho em chị ơi. Rồi đây size to này. Chị nào hỏi em size to này, 65kg này. 65kg nhá, dạng quần đùi, dạng quần váy cho em chị ơi. Lấy cực kỳ xinh chị ơi. Một con size to chị nào 65kg mang vừa, lấy mã to cho em. To cho em 50.000 thôi chị ơi. To 50 chị nào 60-65kg cho em nhá. 65kg. Nói chung là con nào cũng có túi hết cho em nhá. 65kg mang vừa, lấy to chất to. Mã to cho em 50.000 thôi chị ơi, to 50. Chị nào mà 60-65kg em có cái con này xinh lắm mà không chị là ưng rồi các chị. Trời ơi cái con này xinh này các chị ơi, sao các chị không lấy mấy con này nhở. Đây chị nào cũng size lớn này. Màu này xinh lắm, chị nào mà lớn tuổi nhá.
Những chị nào lớn tuổi 60-65 kg đây, trời ơi xinh này mà không chị nào ưng hết là sao? Các chị đi ra chợ các chị hỏi mấy cái con quần này xem nó là bao nhiêu tiền. Mà em bán chị có 50.000 thôi, mình không mặc vừa thì mình cho bố cho mẹ hay cho chị cho gì đó, cho họ hàng mình thôi, mã 116 cho em có 50.000 thôi các chị. Lấy 116 chút 116. 116 50k các chị từ 60 đến 65 kg nhá. Nói chung là cái quần này nó dễ mặc đấy chị này. Nó là hàng bo chun chứ không phải là hàng dây kéo, nên là rất chi là dễ mặc cho em nhá. Lấy mã. Mã to chị Trần Tân Sửu này. Ờ khúc dưới tối quá không thấy rõ. To con to, to đâu rồi? Đây to chị Trần Tân Sửu. Chị ơi con này to lắm nhá, chị chốt cho ai à? To 50. Rồi mã 116 cho em cũng 50.000 thôi, của chị Trần Tân Sửu luôn này. Trời em nói các chị nó đẹp lắm luôn mà không chị nào ưng em cũng không hiểu. Đây con này nữa chị này, một con quần thể thao cho em chị ơi. Để mỗi lần em mặc lên các chị là nó hơi lâu một tí chị này. 116. Có 116 mới đặt chị Trần Tân Sửu luôn. Rồi các chị này, các chị em thấy em mặc lên thấy có phê không? Nói chung là S và L chị nhá, tại vì đằng sau nó có bo chun. Các chị eo 76 mang vừa cho em, các chị mua em một đôi dép từ cỡ 3 đến 5 phân đó chị ơi, xinh không? Một con quần thể thao cho em, lấy thể thao chốt thể thao. Thể thao cho em, có 50.000 đó chị ơi, thể thao 50 nhá. Nó xẻ đấy chị này, lấy thể thao chốt thể thao cho em 50k, S và L các chị mặc được hết. S và L chị nhá. Nói chung là size S thì các chị mặc hơi rộng một tí, các chị size M, size L thì nó sẽ vừa hơn. Không được chị ơi, nói chung là được, S và L được. Nói chung là kéo hết khóa là được chị em. Kéo hết khóa là được nhá chị nhá. Lấy mã thể thao, lấy thể thao chốt thể thao. Thể thao Hoàng Huy 116 hết rồi Hoàng Huy ơi. Lấy mã thể thao cho em, thể thao 50.000. Có dạ hội không hả? Dạ hội không có chị ơi, đợt này nó về không có dạ hội. Rồi con này cho em này chị này, chị nào sẽ SM. Nói chung là SM để mang đưa cho em nhất, một con quần lủng cho em chị ơi. Chị nào sẽ SM mang vừa một con quần lủng. Chị nào mạ 38. Mạ 38 cho em, 50.000 mạ 38. Mạ 38 50k chị nào sẽ SM này. Chị nào thích mặc lủng thì lấy con này cho em nhé. Lấy 38 chốt 38. Mạ 38 cho em 50.000 mạ 38 này. Lấy 38 chốt 38. 38 50k ở bên trang Trần Huệ con có thấy không? Mẹ không thấy một ai luôn á. Cái đó con vào bên nào á? Cái bên kia con vào thế nào? Rồi con chị đã eo 72, 74 sẽ SM. Không có ai mà. Rồi con chị nào sẽ SM mang vừa cho em nhé chị ơi. Nó họa tiết hình công. Con trắng kem eo 70 hả? Rồi con chị đợi mạng 45 nhé. Mạng 45 cho em 50.000, mạng 45. Mạng 45 50k. Mạng 45 50k chị ơi, lấy 45 chốt 45. 45 50.000. Eo 70 á chị ơi, con hàng này được không? Con màu này được không chị? Con này có độ co giãn cho em chị này. Hàng này co giãn chị eo 68 70 gì các chị vừa hết này. Eo 68 70 gì vừa hết đây chị ơi. Thể thao của chị Thị Phê đây chị ơi, eo 68 cũng vừa nhá. Nó là bo chun chị ơi, dễ mặc lắm. Nó là bo chun cho em, cái màu của nó cũng cực kỳ xinh luôn chị này. Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Thôi em để em mặc cho rồi. Thôi còn em để em mặc cho rồi các chị ơi. Không chị nào lấy em mặc. Không chị nào lấy em mặc. Thôi đừng thích. Rồi con quần xanh này. Màu xanh này cho em đi chị này. Trời ơi các chị ơi. Chị nào size LXL. LXL mang vừa nhá. Lấy xanh chất xanh. Mà xanh thì em chị nào eo 80, 82, 84 là các chị cũng vừa hết. Nó có độ co giãn. Co giãn cho em nhé, rất chỉ là dễ mặc cho em. Lấy xanh rất xanh, mạ xanh, mạ xanh cho em. Xanh có 50.000 nữa chị ơi. Xanh 50k. Lấy xanh rất xanh cho em nhé, mạ xanh cho em 50.000 mạ xanh này. Xanh cho em 50.000, chị nào xây gì nhỉ, 55, 60kg đều vừa hết chị nhé. 55 cho đến 60kg mang vừa. Lấy xanh rất xanh, mạ xanh cho em 50.000 mạ xanh nhé. Xanh 50, rồi lấy chị một con màu cam này. Lấy chị một mã cam, cam này cũng size lớn, chị là 65kg mang vừa cho em này. 65kg mang vừa nhá, con này chị là size to, lấy to chất to đi. Mã to cho em 5.000 thôi. Mã to cho em 50k, chị nào mà tầm 55-60kg cho em nhá.
55 cho đến 60 ký mang vừa, lấy to chút to, mã to cho em to to 50 chị này. Mã to cho em 50 rồi chị nào thích màu đen không chị này? Một con màu đen cho em SM thôi các chị ơi. SM đi, các chị size L có mặc được nhưng mà em thấy là SM thì mặc đẹp hơn. Rồi lấy đen cho đen cho em, mã đen cho em nhá. Đen chị nào sẽ SM này. Mã đen cho em chị nào sẽ SM quay đầu cho em. Cách tân đầu xào size to lắm chị. Nói chung là nó to lắm chị ơi, con này tới 3X rồi. Pattern 3X nhé chị ơi, con pattern nó chị nào size 3X cho em, size hơi bị lớn lên chị. Size 3X mang vừa. Vừa lấy chị con này màu này cũng xinh chị này. Hàng này hàng co giãn nhá. Trời ơi các chị này. Có size nào 72kg không hả? 72kg quần á chị ơi, quần hả? Quần á chị ơi, để em xem nhá chị nhá. Rồi một con màu bò cho em chị này, có túi cho em. Rồi chị nào 55kg, con này chị nào 55-57kg nhé chị nhá. 55 cho em 57kg mang của chị nào size L và XL chị em. L và XL để mang được cho em chị này. Mấy con quần này mặc lên xinh lắm các chị ơi. Lên mạng 520 đầm. Hả? Con đầm nào trời. Lấy 520 chất 50 không. Chị Trà Giang em thì lấy con gì á? Con này á chị? Con này hả? Em lấy lại con này nhá. Con này chị nào size to. Con này chị nào size 3X này. Lấy mã 12 cho em nhá. Mã 12 cho em 150. 520 của chị Mai Anh. Rồi chị nào lấy mã 12. Mã 12 cho em. Mã 12 là chị nào size 3X cho em nhá. 50.000. À quên, 150 em lộ. Chết chết của các chị. Chết chết. Nó lấy chị một con quần tập với chị này. Nó sao mà có quần quần là quần gì? Quần tất. Cho em nhé chị ơi. Quần cái gì nó gọi là quần gì, họ hay quần mặc quần này tập được cái gì, tập yoga, tập gym như thế này. Rồi con này chị nào tầm 55kg, nó bị mất cái dây thông bên trong chị nhá. Dây thông bên trong nó bị nhảm mất tiêu rồi. 12 chị Hạnh Hoa. Chị Hạnh Hoa con này size to lắm á chị Hạnh Hoa. Size tới 3X luôn đấy chị nhá. Size 3X luôn đấy chị, nói chung là hơi bị bự luôn. 150. Rồi con này chị lấy mã 235 nhá. Lấy mã 235 chị em lấy chị con này 40.000 thôi. Tại vì nó về các chị thay cái dây thông cho em chị nhá. Về thay lại dây thông cho em. Chị là lấy mã 235. Mã 235 cho em 40.000 mã 235 này. 235 40k chị ơi. Lấy 235 trước 235. 235 cho em 40.000. Đây chị ơi, có một con quần màu xanh này chị này. Một con quần màu xanh cho em chị ơi, xinh quá. À rồi ok chị, tại vì em thấy chị toàn tốt size nhỏ. Hôm nay thấy chị tốt size to em thấy nó. Có con đầm dài nào mà cổ cách tân không em? Con đầm nào cách tân không em? Có con đầm nào cổ cách tân không hả? Rồi con này chị nào size L này, em 76 nhá. Con này chị nào size L thôi. Cái nhung tay dài cuối cùng, cuối hàng. À, cái này không phải vải nhung đâu chị ơi. Cái này không phải vải nhung đâu chị, em không hiểu cái này nó là vải gì chị ơi. Nó là màu vàng đồng nhá. Lấy mã vàng đi. Vàng cho em 140 chị nhá. Lấy vàng chốt vàng, vàng cho em 140.000. Nó là dạng màu vàng đồng nha em chị. Nó kiểu như là vải gì? Vải nhũ á. Nó dạng như vải nhũ cho em. Rồi con này chị nào size L cho em chị này. Một con quần màu xanh. Chị nào size L mang vừa nhá. Lấy xanh chốt xanh, mã xanh cho em 50.000. Xanh 50k chị nào size L thôi này, eo 76. Chị nào size L mang vừa cho em, lấy xanh chất xanh, mã xanh cho em 50.000 mã xanh nhá, xanh 50 chị nào size L cho em. Có túi cho em, lấy xanh chất xanh, xanh 50. Lấy xanh chất xanh, xanh cho em 50k mã xanh, xanh 50. Xanh mi anh nhá. Xanh của chị Mai Anh. Rồi chị nào thích màu đen này? Xem sườn sáng đỏ. Cái gì? Xem sườn sáng đỏ. Xem sườn sáng đỏ hả? Chị ơi chị mặc size gì á? Màu đỏ mà con chậm chị mặc size gì chị ơi? Rồi con này SML chị nhá. Con này SML để mang được cho em con này. Nhung vàng cho em. Nhung vàng khổ quá đấy các chị ơi. Con này không phải là vải nhung đâu. Nó là vải nhũ chị ơi. Eo của nó eo tới 102, 104 chị cho. 102 đến 104 nhá, nó không phải là vải nhung.
Con này không phải vải nhung đâu chị, nó là vải gì nhỉ? Dạng như vải nhũ á chị. Không phải vải nhung đâu nhá, lấy mã vàng đi. Vàng cho em 140.000 mã vàng, vàng 140. Nó không phải là vải nhung cho em chị nhá. À chị ơi. Con nó 150 chị. Con nó 150 chị em. Rồi con này SML chị này. Con này SML để mang được lấy mã 49. Lấy 49 chắc 49 em. Mã 49 cho em SML mang vừa cho em nhá. Mã 49 cho em 50.000 mã 49 này. Mã 49 cho em 50k các chị sẽ SM, SL. SML mang được cho em. Rồi đây chị này. Sơn sắn đỏ L74 hả? Rồi ok chị. Rồi một con quần váy chị nhá. Một con quần là quần váy cho em chị ơi. Con này là dạng quần váy cho em này. Có túi cho em. Chị nào 60-65kg. 49 của chị Mai Anh. Rồi 60-65kg mang vừa cho em các chị này. Chị nào 60-65kg nhá. Hàng này là vải quần và quần váy. Đằng sau là có bo chun. 60-65kg mang vừa. Lấy mã to. To cho em 50.000 thôi chị ơi. Mã to cho em 50k nhá. Lấy to rất to. To 1 năm. Mã to cho em 50.000. Nó là dạng quần ống váy cho em chị nhá. 60-65kg mang vừa. Lấy to rất to. Mã to cho em 150.000 mã to nhá. To 150. To cho em 150.000 mã to này. To 150 cho em chị ơi. Lấy to chất to cho em. Mã to cho em 150.000. Mã to cho em 150. Chị nào mà sai không? To chị mua thị điệp. L74 à chị. Màu đỏ L74 hả? Đây chị ơi. Mà con này hư khóa mất tiêu rồi. Màu đỏ L74. Đây chị ơi. Đỏ L74 đây. Hàng gấm cho em nhá. Con này chỉ là L72-74 sẽ SM mang vừa. Lấy 01 chút 01. Mã 01 cho em 130.000 mã 01 này. 01-130 chỉ là L72-74 cho em sẽ SM cho em nhá. Size L ống rộng hả? Size L ống rộng. Đây chị ơi, SML các chị này. SML cho em nhá. Vải cực mềm cho em, màu cũng cực kỳ xinh cho em nhỉ. Nói chung màu ngoài nó đẹp lắm luôn chị. Đẹp hơn chân lai nhá. Các chị size S, size M, size L. Này các chị này, co giãn thoải mái thấy không? Hàng là hàng dài cho em chị ơi. Dáng dài nhá. 6SML các chị mặc được hết. Lấy mã 08. Lấy 08 trước 08 cho em. 08 cho em 50.000 chị ơi. 08 cho em 50k SML đều mang được. Lấy 08 trước 08. 08 cho em 50.000. Quần xinh lắm chị, màu đẹp lắm nữa chị ơi. Em nói cái quần này màu cực kỳ xinh luôn á. L78 cái đỏ sau cùng không vừa chị. 08 của chị Hồ Thị Điệp. Chị Hồ Thị Điệp chọn chất rằng con xinh không ạ? Rồi con này cho em chị ơi. Trời ơi. Này có túi nhá. Con này cho em nó là dáng lửng. Sơn sắn đỏ size to 198. Cái gì? Sơn sắn đỏ size to 198. Sơn sắn đỏ 08 Hoàng Huy hết rồi Hoàng Huy ơi. Thế đây rồi luôn. Rồi con đây chị nào mà eo tới 80 này. Eo 78, 80 cho em chị nhá. Chị nào sẽ XL mang vừa. Eo 78 cho đến 80 mang vừa cho em. Chị nào sẽ XL mang vừa cho em con này. Chị nào lên mã 118. Lấy 118 chút 118. 118 cho em 5.000. Đây chị nào eo 80 này. Eo 78, 80 mang vừa cho em nhá. Nó là quần lửng. Mã 118, 118 cho em 50.000. Mấy con nói cái gì cơ? Sơn sắn đỏ mông 98 hả? Mông 98 nó không có chị ơi. Nếu mà size to vậy. Nếu mà size to thì chị chỉ có lấy con này thôi chị ơi. Nếu mà size to chỉ mới con này thôi chị. Nếu mà chị mông 98 chị lấy con này chị em. Đấy. Chị nào lấy mã 12. Mã 12 chị nào size 7. Mã 12 cho em 150 mã 12 này. Mã 12 cho em 150.000. Trời ơi toàn bị chậm thôi. Hồng Tu, cô thấy là có cầm nghe thì ai? Ai ta bị chậm? Hồng Tu. Hồng Tu á? Tu. Hồng Tu á? Rồi con này cho em chị này. Chị nào L80-82 cho em nhé. Một con màu vàng cho em chị ơi. L80-82 mang vừa. Rồi chị nào L80-82 mang vừa cho em con này. Chị nào xách L này.
Lấy mã 247, lấy 247 chắc 247. Tại sao cũng yêu nhiều. Mã 247 cho em nhắc 6.000 là 247. Mã 247 60k chị hội đỗ. Cái sau cùng eo bao nhiêu? Cái này size nhỏ lắm chị ơi. Chị nào eo 68-70 thôi. Chị nào size S thôi nhá. Con này chị nào size S mang vừa thôi chị. Nói chung là size nhỏ lắm. Chị mặc size gì sẽ XL hả? XL màu đỏ sợ không có chị ơi. XL màu này được không chị? Màu này được không? 247 của ai lên số này? 247 chị lạ lạ này. Ôi giời, mình thấy chị lạ lạ lên số này. 247 con nào đây này? 60. Chị lạ lạ, 247 nó là size lớn á. Eo của nó eo tới 8. Và mấy ta? Eo 82, 84 gì đó ấy. Rồi con này cho em này. Đây chị ơi, chị hội đố là con này không? Con này cũng size XL đây. Chị nào size lớn đây. Con này cực kỳ xinh cho em. Nó chỉ bị dơ phần này nhá. Nói chung là cái dơ này là dơ giặt được chứ không phải là không giặt được. Nó chỉ bị cái đất nó bẩn nó dính vào thôi. Rồi ok chị. Rồi con này chị em chị nào size to đây. XL mang vừa, lấy mã 14. Lấy 14 chất 14 cho em nhé. Mã 14 cho em 220. Lấy 14 chất 14. 14 cho em 220.000 mã 14 này. Lụa 2 lớp dáng dài cho em chị ơi. Cái form cực kỳ xinh nhá. Lấy 14 chất 14 cho em. Mã 14 220. Chị nào size to. Lấy 14 chất 14. 14 cho em chị nào size lớn chị ơi. Rồi màu đen chị này. Cái này bị mất dây thông nhá, để các chị thay dây thông cho em chị ơi. Chị nào size L. Size L cho em chị này. Lấy XL thì mặc được, để các chị thay cái dây cho em. Lấy mã. Mã 233. Mã 233 cho em, con này bị mất dây thông, em lấy chị con 40.000 thôi. Mã 233 cho em nhắc về cho các chị ra chợ. Mua cái dây thay vô là được. Rồi chị nào lấy 233 chất 233. Mã 233 cho em. Cái gì nhỉ? 233 là 40.000. Rồi con này chị nào 55-60kg này. Chị nào 55-60kg mang vừa cho em. Vàng đồng còn không em? Còn chị. Con vàng đồng còn chị ơi. Mà nó size to lắm luôn ý. Rồi con này chị em chị nào lấy mã to. Mã to nhá, chị nào 55-60kg này. 55 chẳng lấy 60kg mang vừa. Lấy to chất to cho em. Mã to cho em 50.000 mã to nhá. Mã to cho em 50k chị nào 55-60kg bắt đầu. Rồi chị nào thích quần lửng không này? Chị nào size L nhá. Con này chị nào size L lớn 55kg rồi mang vừa cho em chị này. Một con quần kiểu cho em cực kỳ xinh. Chị nào 55kg mang vừa. 55kg quay đầu cho em này. Lấy mã 231. Mã 231 cho em chị ơi. 231 cho em 50.000 mã 231 nhá. Lấy 231 chất 231. 231 cho em 50k. Chị nào tầm 55kg mang vừa cho em. Lấy 231 chất 231. 231 cho em 55kg mang vừa. Rồi con này cho em chị này. Lại một con quần kiểu đi chị ơi. Các chị 55-60kg đều vừa hết đi chị nhá. 55-60kg mang vừa. Đằng sau có vào bo chun cho em chị này. Một con quần kiểu cho em màu đen cho em cực kỳ xinh. Cái nào eo 80 ngược 100 không? Rồi cái nào eo 80 ngược 100 á. Eo 80 mà ngược 100 thì không có chị. Eo 80 ngược 100 chỉ có hàng co giãn thôi. Con nào? 231 của chị Bích Nguyệt. Đó. Rồi chị nào lấy quần kiểu chất kiểu nhá. Lấy kiểu chất kiểu cho em. Kiểu chị nào 55-60kg này. Mã kiểu cho em 50.000 mã kiểu nhá. Kiểu 50 nó có độ co giãn đằng sau chị ơi. Lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu cho em 50.000. Một con quần kiểu cho em chị ơi. Cực kỳ xinh nhá. Nó có ống gì này. Nó có cái gì nhỉ? Không phải gì nhỉ? Nó có thêm cái quần đùi bên trong. Để cho chị lạ lạ này. Nên chị lạ lạ. Hết kiểu rồi. Kiểu chị lạ lạ. Hết kiểu rồi chị ơi. Rồi lấy chị một con quần yếm. Trời ơi chị nào thích quần yếm không này. Chị nào thích yếm chất yếm cho em. Yếm mạnh. Rồi chị nào thích yếm không. Trời ơi xinh lắm. Mặc như cá của em đơn giản này cũng xinh chị này. Rồi con này size nhỏ nhá. Chị nào eo 68-70 thôi. Chị nào size S, eo 68-70 quay đầu. Trời ơi, chị nào lấy mã yếm. Yếm 50.000 mã yếm nhá. Yếm 50 chị nào size S thôi. Eo 68-70 về các chị chỉnh bớt cái dây này cho em này. À, nó có tăng đo đấy chị này. Nó có độ tăng đo cho em nhá. Thích dài thì dài, mà thích ngắn thì ngắn. Chị nào eo 68-70 cho em, chị nào size S. Lấy yếm chất yếm.
Mà yếm cho em, yếm chị nào sẽ ép thôi, em số 870. Rồi sẽ ép cho em cực kỳ xinh chị này. Chị đẹp mà lắm. Không biết chị khó này lắm. Rất kêu sử dụng cho. Lấy yếm chút yếm. Mà yếm chị nào sẽ ép nhá, em số 870. Còn các chị mà không thích yếm á, bỏ cái dây này đi, về làm thành cái quần được. Còn không thích yếm thì lấy bỏ cái dây đi, về làm thành cái quần cho em chị ạ. Một con yếm cho em cực kỳ xinh. Mạ yếm, mạ yếm. Yếm cho em 50.000 thôi. Yếm 50 chị nhá. Rồi chị, con này còn nguyên tem chị này. Con này còn nguyên tem cho em chị ơi. Còn tem nhá chị nhá. Dáng dài. Quần ống rộng cho em chị ơi. Nói chung quần này, cái quần này cạp cao chị này. Con quần này cạp cao chị nhá, một con quần cạp cao cho em chị ơi. Yếm của ai? Yếm của chị Phí Bích Nguyệt. Rồi một con quần cạp cao cho em, chị nào mà eo tới 74. Con này eo 74 mang vừa cho em chị này. Con này quần cạp hơi bị cao luôn. Lấy tem chốt tem, mạ tem cho em 50.000 thôi. Tem cho em 50k nhá, chị nào lấy tem chốt tem, tem 50, chị nào mà eo 74 mang vừa. Nói chung là quần này các chị mẹ mặc lên trên đây này. Mặc lên đến gần cái dú á. Mặc hơi bị cao luôn chị nhá. Tem của chị Tuyết Hoa Trần. Quần đẹp đây. Của chị Tuyết Hoa Trần. Kiểu quần dài bao nhiêu? Chị ơi quần nhá, nói chung là quần là quần đồng dạng của chị Tuyết Hoa Trần là khách cũ. À chị nhỏ, quần em bán 50.000 thôi chị ơi. Nói chung là quần là có 50.000 một cái thôi. Các chị lấy 10 cái 50k được một em xịn sò, đúng rồi. Em nói chị mấy quần này các chị đi ra chợ bèo cũng phải 100.000 trở lên nhá. Các chị chốt 10 quần bên em mới bằng 2 quần ngoài chợ. Mấy em sợ là cái chất vải nó không được bằng như mấy cái kia, coi cái con này. Mà tem hết, hết tem chị ơi. Rồi con này chị nào cũng size lớn 60-65kg chị này. 60-65kg mang vừa, quần ống rộng, kim sa nhá, lấy kim sa, chốt kim sa. Kim sa chị nào 60-65kg mang vừa, dáng dài, dáng ngắn gì, size to, size nhỏ thì em cũng bán các chị có 50.000 thôi. Rồi size to size nhỏ gì nhé chị ơi, lấy kim sa chất kim sa 60-65kg cho em 50.000 đó chị ơi. 60 cho đến 65kg mang vừa, lấy kim sa chất kim sa 50 chị nhé. Kim sa cho em 50k mạng kim sa, lấy kim sa chất kim sa 50 các chị từ 60. 60 cho đến 65kg mang vừa cho em. Hàng chở không sao được với bằng chất hàng chi đúng rồi. Đây các chị này, con này cũng 60-65 chị này. Kim sa của chị Trần Tân Sửu. Rồi con này cũng 60-65kg mang vừa cho em chị ơi. Nói chung là có độ co giãn. Là các chị từ 50 cho đến 60-65kg nhá. Từ 50 cho đến 60-65kg mang vừa cho em. Lấy sọc chốt sọc. Mã sọc cho em 50.000 thôi chị ơi. Sọc cho em 50k. Lấy sọc chốt sọc. Sọc 50 của chị Trần Tân Sử. Mã sọc cho em 50.000 mã sọc. Sọc 50. Các chị size M, à gì từ size L cho đến XL các chị mặc được nhá. Từ size L đến XL cho em là các chị đều mặc được hết. Tại vì nó có độ co giãn, cái hàng mà có bo chun á là nó rất là dễ mặc luôn. Sọc, sọc của chị Lưu Luyến này. Rồi chị nào thích màu đỏ không? Một con màu đỏ cho em, nó cũng là dạng kiểu chị ơi, quần kiểu nhá. Con này chị nào, nói chung là quần này con này ống nó hơi bị to luôn chị này. Con này ống hơi bị to nhá. Đằng sau là nó là như thế này cho em chị ơi, đằng sau là như này nhá. Con này chị nào mà size á? Cái này chị em size L đi ạ. Đằng trước là như này cho em. Rồi cột dây nhá, đằng trước nó cột dây nữa chị này. Em thấy con này. Rồi con này chị nào size L. Con này size L đó chị ơi, em mặc lên cho chị coi con này. Các chị mới hình dung ra được cái con này cho em nhá. Lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em. Nói chung em mặc nó hơi rộng á. Xong là nhìn nó không giống. Nhìn nó không giống cái quần chị ơi. Nói chung là các chị thắt dây kiểu gì thì các chị thắt nhá. Thắt kiểu gì thì thắt cho em, chị nào mà 6 á. Chị nào size L. Con này chị nào size L thôi, lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ. Tem em được không hả? Tem hả? Tem của chị nào em không nhớ nữa chị ơi. Đỏ chị Trần Tân Sử này. Em không nhớ là con tem của chị nào nữa. Này của chị Trần Tân Sử. Quần của 50.000 rồi các chị mua 10 cái mới bằng 2 cái ngoài chợ đó chị ơi. Mua 10 cái bằng 2 cái ngoài chợ thôi. Rồi một con quần kiểu này chị này, màu xanh nhá. Con này sẽ SM đó chị. Tầm eo 74 thôi chị này.
đằng sau này, đằng trước này, nó có cái nút kiểu như là áo của sườn xám này chị này. Nó có thêm một cái nút của sườn xám nhá, đỏ hết hết đỏ. Rồi lấy mã xanh, xanh cho em, trời ơi chị nào sẽ SM này con này chị em. Mã xanh 50 thôi chị ơi. Mã xanh cho em 5.000, chị nào sẽ SM nhá, con này chị nào xanh nhỏ. Ở đâu ra? Sao SM mang vừa cho em, lấy xanh chút xanh, xanh 50 đỏ chị Tân, Trần Tân Sự. Chị nào lấy xanh chút xanh, xanh xanh 50. Rồi chị nào thích quần lửng này, một con quần lửng cho em nhá. Quần này mặc áo sườn xám đúng rồi. Các chị em bảo các chị này, mấy cái dạng sườn xám mà em bán mà nó hơi ngắn ngắn một tí á, vậy các chị cắt đi xong rồi các chị cắt ngắn bớt xong các chị xẻ hai bên này, mặc mấy cái quần này, em nói các chị á, nó đẹp lắm luôn chị. Rồi chị ơi lấy quần này cho em này, quần này cho em nhá chị nhá, SML chị này. Trời ơi, SML các chị mặc được hết cho em. Xinh lắm luôn, nó dạng như quần váy luôn chị này. Quần ống rất to, như y như là cái váy của mình. Nhưng mà nó là dạng quần cho em. Cực kỳ xinh cho em con này. Lấy mã 118 118 cho em. SML các chị mặc được nhá. Nói chung là có độ co giãn, bo chu nó sau cho em. SML mặc được, mã 118 118 cho em 5.000. Thôi các chị size M, size L đi, ML đi. Size S em sợ nó hơi tụt một tí. Rồi chị nào xoay mở xoay lờ nhá. Lấy 118 cho em, 118 cho em 50.000 thôi chị ơi. 118 cho em 50k các chị xoay mở. Xoay mở xoay lờ nhá. Mở lờ thôi, xoay S thì nó sẽ hơi nhỏ một tí xíu. Các chị phía Bích Nguyệt. Hết rồi, 118 hết. Hết 118 rồi chị ơi. Này các chị này, trời ơi trời ơi trời ơi các chị này, em nói em mặc vào em mà mặc vào chắc cái quần nào các chị cũng lấy quá. Rồi sẽ SM đi, SM cho em nhé, nó là dạng quần thể thao chị này. Rồi các chị này, SM mang vừa cho em, lấy một con quần kiểu, chị nào lấy kiểu chất kiểu cho em, kiểu sẽ SM thôi chị ơi. Mã kiểu SM thôi chị nhá, lấy kiểu chất kiểu cho em, kiểu sẽ SM này chị này. Em nói các chị mấy con quần kiểu này đúng lắm là. Rồi chị nào sẽ SM mang vừa lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu cho em chị ơi, kiểu sẽ SM cho em. Trời ơi đẹp lắm đó các chị, kiểu của nó này. Lấy kiểu chất kiểu nhá, kiểu cho em sẽ SM chị ơi. Mã kiểu, kiểu là SMM mang được thôi chị. Lấy chị một con màu vàng chị này. Lấy chị một con màu vàng nhá, cái quần này size hơi to thì nó 60-65 kg. Kiểu chị tiết hoa trần. Giờ lên coi một con màu vàng cho em, chị nào 60-65 kg này. 60-65 kg mang vừa mã vàng. Vàng cho em 50.000 mã vàng nhá. Vàng 50 chị nào size 60-65 kg. Nói chung là con này size hơi bị to luôn. Lấy vàng chất vàng. Vàng 50 chị nào mà 60-65 kg cho em. 60-65 kg mang vừa. Lấy vàng chất vàng. Má kiểu hết, hết kiểu chị ơi. Vừa các chị này, mấy cái con này. Em nói các chị mấy cái con này mặc lên này, hết kiểu rồi. Rồi các chị nhá, size SM thôi, size L cũng mặc được nhưng sợ nó hơi ôm. Chị nào size SM đi. Em 74 đến 75, 76 cũng được nhưng mà em sợ nó hơi ôm một tí xíu. Nên nói chị mấy con này màu nó đẹp lắm luôn á. Mã 545. 545 cho em nhá, 50.000 đấy chị ơi. Nói chung là quần là 50k một cái hết nhá chị nhá. Mã 545 cho em, dáng dài cho em này. Cạp cao dáng dài cho em nhá. Mã 545 cho em 50.000 thôi. Em nói chị màu là cực kỳ xinh cho em. Lấy 545 chút 545. Mã 545 rồi lấy chị một con lửng nữa, 60-65 kg này. 60-65 kg đều vừa hết chị. 545 chị Trần Tân Sử. Màu đẹp lắm luôn chị Trần Tân Sử ạ. Rồi con này cho em chị ơi. Cái con này chị nào cũng 60-65 kg nhá. Nhưng mà cái này bị rách này. Nói chung là bên trong này nó rách thì mình cũng chẳng ảnh hưởng nữa. Nói chị một tí mình khâu lại là được. Rồi lấy mã to. Thôi con này rách một xíu em lấy cho con này 40k thôi. Lấy mã to nhá. Lấy to chất to, mã to cho em 40.000, 60-65 kg chị. Nói chung là toàn là những quần ống to, ống rộng, ống kiểu không à. Lấy to chất to, to cho em 40.000. Nó chỉ bị một tí tí thôi nhá. Bị một xíu thôi là mất 10.000 đồng rồi. Lấy mã to cho em 40.000 thôi. Mã to cho em 40k mã to nhá. Rồi đây này chị nào thích sọc này. Sọc này sẽ SM thôi chị ơi.
hết nồi cho em nhé, các chị size L cũng mặc được hết. Nói chung là có độ co giãn các chị này, nó xẻ này. Nó xẻ cho em nhé, lấy sọc chốt sọc. Mã sọc cho em, chị ơi chị nào thích size to, thích nhưng mà dạng quần nhưng mà thích váy mà cái kiểu váy nhưng mà lại thích mặc quần á thì lấy mấy kiểu này cho em nhé. SML SML mang vừa mã sọc. Lấy sọc chốt sọc cho em các chị ơi, vào dây cột này các chị này. Để các chị cột sau các chị cột nhá. Lấy sọc cho em sọc 50.000 thôi. Mã sọc cho em hả quá. Sọc của chị Hồ Thị Điệp. Trời ơi các chị ơi nói mấy cái quần này. Sọc hết sọc vào các chị. Rồi màu đen đi. Lên chị một mạng đen hết sọc của chị ơi hết sọc. Rồi mạng đen cho em, đen là sẽ SML. Mạng đen cho em nhé, cái này là lửng. Cái này là lửng thôi chị ơi, lấy mạng đen cho em sẽ SML. Đen cho em là sẽ SML mang vừa, lấy đen chút đen nhé. Mạng đen cho em SM mang vừa. Em lấy chị một con màu vàng bò chị này. Chị nào thích màu vàng bò lấy con này cho em nhé. Rồi con này chị nào L80 quay đầu cho em chị này. L80 mang vừa cho em chị ơi, L80 nhá, nói chung là túi cực kỳ sâu. Mạ 80 đi, mạ 80, L80 cho em, quần ống rộng cho em chị ơi. Form là form lửng nhá, nói chung là mấy con này form lửng, quần là quần cặp cao hết. Chị nào lấy mạ 80, L80 cho em 50.000. Mạ 80, L80 cho em 50k đi chị ơi. Mạ 80, L80 cho em 50.000 thôi các chị nhá. Mạ 80, L80 cho em 50.000. Rồi con này có xẻ đằng trước các chị này. Con này dạng quần ống loe cho em nhá. Con này là dạng quần ống loe này. Dạng quần loe cho em, chị nó bị xù nhẹ một tí xíu cho em bên này. Nói chung là bị một tí xíu thôi cho em nhá. Lấy mã lỗi cho em 30.000 thôi. Con gò vàng bò đó. Rồi lấy lỗi chốt lỗi chị nào là tầm 55-60kg cho em. Nó là dạng quần ống loe cho em chị này. Xẻ trước cho em nhá. Cái này về các chị lấy cái quẹt á, các chị hơ đi là nó hết nhá. Mã lỗi cho em 30.000. Cái gì? Mai Nhật Thu lên số. Chị Mai Nhật Thu lấy lên số cho em chị ơi. Các chị cho 2 cái cho đủ đơn để em đi đơn chị nhá. 2 cái có 100.000 thôi, 30.000 tiền ship. Bằng một cái quần các chị mua ngoài chợ thôi. Rồi lấy lỗi chất lỗi cho em 30k nhá. Nó bị xù một tí xíu này. Rồi các chị lấy cái quần các chị đốt đi cho em là hết nhá. Lỗi các chị lưu luyến. Chốt mái không được, shop ơi, chị vậy á. Trời ơi, sao vậy? Lỗi của chị lưu luyến. Rồi con này cho em này. Em nói mấy cái màu này. SML chị nhá. SML cho em chị ơi, ống quần nó vừa phải. Nó chị nào mà nhỏ nhỏ như em á, là ống quần này nó vừa phải nhá, không to quá mà cũng không nhỏ quá. Nói chung là dễ mặc, thấp như em là mấy cái quần này em cũng thấy dễ mặc chị. SML mang được. Có bo chun cho em rất chi là dễ mặc em. Lấy mã 01, màu cũng xinh chị ơi. Lấy 01 chốt 01 cho em 50.000 thôi. 01 50k nhá, SML các chị mặc được cho em. Quần là quần cạp cao, nói chung là cạp cao, đầu rốn trên rồi hết chị. Hàng dài cho em nhá. Lấy 01 chốt 01 01 cho em 50.000 mã 01. Xem cách tân trên xảo. Cách tân trên xảo size to ấy chị ơi. Cách tân trên xảo chị nào mà tầm 01 của chị Yến Nguyễn. Con này size to lắm chị Yên Nguyễn như khách cũ sao. Chị Yên Nguyễn nó lên cho em cái số với. Em nhìn không rõ. Rồi con này cho em nhá. Chị nào lấy mã 12. Mã 12 con này chị nào tới size 3X lận. Nói chung là size to lắm luôn chị ơi. Size 3X cho em nhá. Lấy 12 chút 12. Mã 12 cho em 150 mã 12 này. Mã 12 cho em 150.000. Chị nào mà size, nói chung là size to lắm luôn chị ơi. Rồi một con quần ống rộng nữa các chị này. Chị nào thích size to thì ra chị. Thích quần ống hơi bị to thì lấy con này cho em nhé chị nhé. Thích quần ống hơi to thì lấy con này cho em. Con này em thấy nó ghi là size M này. Con này nó là size M cho em chị ơi. Em xem nó là size gì. Chị nào thích quần ống to. Rồi L72-74 chị nhé. L72-74 mang được cho em một con màu đen quần ống to cho em. L72-74 chị nào sẽ SM mang được. Rồi con này chị nào lấy mã. Mã 92 cho em nhé, 50k mã 92 này. Lấy 92 chắc 92 50. L72-74 cho em sẽ SML mang được. Một con quần ống cho em cực kỳ rộng luôn chị ơi. Chị nói mã 92 nhé, lấy 92 chắc 92. Mã 92 cho em 50.000 thôi chị ơi. Chân thân xuống.
92 là chị Trần Tân Sửu hả? 92 hết rồi, chị Nga Tết rồi, hết rồi. Hết 92, cái này là chị Trần Tân Sửu rồi. Hết rồi các chị ơi. Chị là mà to. Hết, của chị Trần Tân Sửu rồi, hết rồi các chị. Rồi con này cho em đấy chị này. Rồi cũng xa SM luôn chị ơi. Cũng xa SM luôn nhá. L72, con này L72 đấy chị. Con này L72 mang vừa cho em con này. Mã 72, L72 đi. Cái này bị bung cái chỉ một tí xíu thôi. Để chị may lại cho em nhá. Nói chung là nó bị bung một tí xíu. Về may lại được. Có sườn sắn là 57kg không á? 57kg chị mặc XL cho em. XL em có. 72 của chị Nga Nguyệt. Ủa chị? Em thấy chị chốt áo là size L mà, sao lại quần lại là size M? Chị ơi, quần này size M thôi đấy. Chị Nga Nguyệt ơi, quần là size M thôi đấy, không phải là size L đâu. Tại vì em thấy chị chốt áo là size L. À, ý là chốt sườn xám mà là size L. Mà sao quần lại là size M được? Thế cái gì? L gì mà? À, chị mặc XL. XL là con này cho em chị này. L80, 82 đây. Rồi con đó chị không vừa đâu, cho chị quý bích về con đó nhá. Rồi chị ơi, L80-82 đây, một con lụa hai lớp dáng dài cho em này. Chị nào lên mã 14. Mã 14 cho em nhá, mã 14 cho em, 230.000 mã 14 này. Mã 14-230, lụa hai lớp dáng dài cho em. Mấy con XS, à gì, mấy con sườn xám đỏ đằng sau, size gì? Mấy con đỏ sườn xám đằng sau hả? Em có size S, size M. Size S, size M và size L chị ơi, SML nhá. Con này là chị nào size L này. À không, từ. Màu đỏ. Màu đỏ là em có size S, size M ấy chị. Đỏ là SM mang vừa. Vàng đồng size gì? Vàng đồng size to lắm chị. Nó không, con này size L này. Vàng đồng nó chị nào eo tới á. Eo của nó là tới bao nhiêu nhỉ? 102, 104 gì đó. Con đó hơi bị to luôn chị ơi. Nói chung là to lắm luôn ấy. Rồi con này L72 mang, L76 size L. Lên mã 169 nhá. Mã 169 cho em L76 chị nào size L này. Mã 169 130. Mã 169 cho em 130.000. Rồi con này L74 size M lớn. Lên mã 01. Mã 01 cho em cũng là 130.000 nhá. Cũng là 130. Rồi con này cũng size SM này. Hai con giống nhau luôn chị ơi. Hai con đều giống nhau cho em nhá. Rồi con này chị em, này nó theo chị này. Có 2XL không? Có 2XL không hả? 2XL thì em có, em có. Rồi con đỏ theo. Đỏ theo này là chị nào cũng sẽ SM nhá. Mã đỏ theo cho em 200.000 mã đỏ theo. Chị chốt hộ á hả? Trời ơi, vậy con đoán để cho người khác rồi. Em để người khác rồi chị ơi, tại vì em thấy chị chốt áo là size L mà quần size M, em tưởng chị không vừa, em cho người khác rồi. Thôi chốt người khác thì em còn nhiều lắm. Nói chung là quần em còn nhiều lắm chị ơi, yên tâm không hết đâu. Quần em bán còn 50.000 một cái thôi, còn rất chi là nhiều luôn. Nên là vẫn còn đấy chị ơi, để xong thì đưa em lên chị lại lấy. Rồi chị ơi, size XL đây. À size 2X chứ nhỉ. Rồi chị nói XL này, 60kg cho em con này. À, theo L72 vừa chị ơi, em mặc cho các chị con này. Theo cho em có 200.000 nữa chị ơi. Chẳng ai bán hàng theo giúp chị mà 200.000. Mà lụa này nó gọi là lụa gì nhỉ? Lụa phi sặc cừ cho em nhá. Lụa, cái hàng lụa phi sặc cừ này nó rất chi là đắt luôn. Mà nó lại còn theo cho em chị ơi. Em các chị cứ đi tham khảo giá đi. Cái hàng theo này không ai bán cho các chị có 200.000 đâu. Mà là cái hàng lụa phi sặc cừ cho em nữa chị nhá. Đó, đây chị ơi, L72 này. Cực kỳ xinh em, nói chung là theo hoa màu tím cho em chị ơi, L70-72. SM mang vừa. Đẹp lắm luôn chị ơi, theo cho em nhá. Nó theo hoa này. Theo hình hai con bướm. Theo hai con bướm mà theo hoa cho em, lấy mã theo. Theo cho em có 200.000 thôi chị ơi, lấy theo chút theo. Theo cho em 200.000 nhá. L72 đó chị. Chị lấy con này hả? Ok, chị Trà Giang Nguyễn Thị này. 200.000 thôi chị ơi, đẹp, vừa đẹp vừa rẻ. Vừa rẻ vừa đẹp luôn chị ơi, rẻ rẻ đẹp đẹp. Rồi con này chị chào cho em size XL này.
chị đo 60 kg nhá, một con lụa hai lớp hàng lỗ cho em, một con lụa hai lớp hàng lỗ, vải của nó xinh lắm chị. Nhưng mà cái miếng lót bên trong á, cái miếng lót bên trong nó bị bung ra nhá, để các chị may lại giùm em chị ơi. Nói chung là bên trong đỏ theo đẹp mà nhỏ quá. Lấy theo rồi ok chị, lấy theo của chị Trà Giang Nguyễn Thị kìa. Rồi con này chị em chị nó sẽ XL, nhưng mà cái miếng bên trong của nó bị, nói chung là nó bị rách nhá, các chị về may lại cho em. Nói chung là cái bên trong nó có rách thì các chị cũng chẳng ảnh hưởng gì, quan trọng bên ngoài này. Cái bên ngoài em nói các chị cái vải nó, em nói các chị là mới 100% thì các chị nói là con này chắc nói hơi quá, nhưng mà các chị nhận cái con này về các chị nghĩ gì quá. Này của chị Trà Giang Nguyễn Thị 200.000. Các chị nhận con này về các chị mới cảm nhận cái vải của nó nhé. Em nói các chị nó mới phải 100% cho em. Rồi con này chị là L80 sẽ XL. Một con lụa hai lớp hàng lỗ cho em. Chị nào lấy mã 11. Mã 11 cho em 160.000 mã 11. Mã 11 160 lụa hai lớp hàng lỗ cho em. Xinh lắm nữa chị. Em nói các chị nó còn mới lắm luôn. Lấy 11 chút 11. Mã 11 cho em 160 chị nhá. Mã 11 cho em 160.000 chị nào sẽ XL mang vợ L80 cho em. L80 82 đó. Lụa hai lớp hàng lỗ cho em 160.000. Chị hỏi eo bao nhiêu? Chị hỏi XL hả? XL 2X hả? 2X. Đây chị ơi 2X đây. Chị nào hỏi em 2X đây. Hàng dài. Hàng dài cho em. 11 của ai? 11 của chị luyện đo này. Chị luyện đo lại con này à? Hàng ngắn đấy chị ơi, không phải hàng dài đâu nhá. Hàng lỗ lỗ á. À, 160. Nó có phải chị không? Em không nhìn thấy. Em không thấy chị đấy, em biết là chị khách cũ hay khách mới không? Tại vì mà khi chị lấy hàng, chị cho chị lấy hàng đẹp mà lấy hàng dài, mà con này hàng lửng quá chị ơi. 160. Chị ơi lên cho em cái số đi, tại em không nhìn thấy chị, không biết là khách mới hay khách cũ nữa đây. Rồi con này chị em ổn. Không, con này chắc nó sai rồi chị ơi. Con này sai X mà em thấy nó nhỏ lắm, để em đo lại. Rồi con này chị em nhá, có hàng nút cho em lấy siêu phẩm. Siêu phẩm cho em 240.000 mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 240 để em đo lại con này cho các chị. Em thấy em nặng vô người thì con này không phải là size X rồi. Con này chỉ tầm XL thôi. Em đo lại con này đã. Rồi, thấy chưa các chị cái cách về. Các chị nhận đầu các chị đừng có để ý cái size nhá. Cái size nó không chuẩn một tí nào đâu. Con này chỉ là L80-82, con này sẽ XL thôi. XL thôi nhá, L80-82 lấy siêu phẩm cho em. Siêu phẩm cho em 240.000 mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 240 thì nó sẽ XL cho em, L80-82. Lên quần nhá chị nhá. Em lại lên quần cho các chị này. Rồi SML cho em chị ơi. Thôi sẽ SM đi. Tầm L74 cho em. Con L74 mang vợ em nói với chị cái màu này. Màu này rất chi là người phối đồ nhá. Màu cho em cực kỳ xinh. Chị L72-74 mang vợ. Mã 74 đi. Mã 74 L74 cho em 50.000 một chiếc thôi chị. Mã 74 L74 cho em 50k. Chị nào sẽ SM cho em nhé. SM mang vừa, L72-74 mang vừa. Lấy mã 74 L74 cho em 50.000. Mã 74 L74 cho em 50k thôi. Rồi chị nào thích màu đen này. Màu đen con này chị nào size nhỏ. Con này chị nào sẽ S thôi nhá. Con này chị nào sẽ S mang vừa cho em. Lấy nhỏ chất nhỏ. 74 của chị Yến Nguyễn kìa. Rồi con đen chị nào sẽ S mang vừa, lấy đen chất đen. Mã đen cho em 50.000 mã đen nhá. Đen 50 chị nào sẽ S L68-70. L68-70 mang vừa, mã đen cho em, đen 50.000. Chị nào size nhỏ nhỏ cho em. Lấy đen chất đen, mã đen cho em. Đen L68-70 thôi, chị nào size nhỏ nhỏ cho em nhỉ. Vào đây này các chị này. Trời ơi. Trời ơi là trời. Con 74 đó, đó, con đó đó, của chị Yên Nguyễn đó. Rồi các chị ơi, một con lửng này. Một con quần lửng cho em nhá, chị nào sẽ xem màu đi. Size L các chị mặc được nhưng mà nó sẽ hơi ôm một tí nhá. Thôi E7274 cho em đi. E7274 mang vừa, một con màu quần lửng cho em. Chị nào lên mạng 41. Mạng 41 cho em 50.000 mạng 41 nhá. 41 50k. Hả? Xem sọc xanh nhá. Siêu phẩm xanh của chị Ly hả? Ni Hoàng à? Em không nhìn thấy chị Ni ơi. Cái này là chị Ni này, 240.
Rồi con đây chị nào tầm eo 74 cho em nhé. Lên mạng 41. Mạng 41 cho em 50.000, mạng 41 này. Mạng 41 cho em 50k. Lấy 41 cho 41 nhé. 41 cho em 50.000. Chị nào mà size S, M thôi, M đi. Size L các chị cũng có thể bon trên được, nhưng mà nó sẽ hơi ôm một tí nhé. Tầm eo 74 mang vừa. Có quần Alibaba không hả? Hình như là có chị ơi. Hình như là có ấy, nhưng không biết nó nằm đâu chị ơi. Rồi chị nào 65kg này, size to nhá. Quần ống cũng to cho em. Chị nào 60-65kg mang vừa, lấy mã to. To cho em 50.000 mã to nhá. Chị nó rộng như quần váy chị ơi. Quần to lắm các chị. Lấy to chất to, mã to cho em 50.000 mã to. 60-65kg mang vừa. Nói chung là ống quần này rất chi là to nhá. Mà nó cũng, cái phần eo cũng rất chi là to. Chị nào 65kg mang vừa cho em. Mã to cho em, nó rộng vải như là vải gì nhỉ? Xếp ly nhá. Nó là dạng xếp ly cho em, lấy mã to cho em. To cho em 50.000. Mã to cho em 50k, mã to nhá, chị nào lấy to rất to. To to 50. Rồi chị nào lấy chị một con một quần màu quần kiểu size L. Một con quần kiểu size L cho em màu xanh cho em chị ơi. Lấy xanh chốt xanh đi. Mã xanh cho em nhất một con quần kiểu chị nào size L này. Rồi các chị này, thấy quần nó mắc cười không? Rồi lấy xanh cho em. Xanh chị nào size L. Cái kiểu của nó rất chi là hay luôn chị này. Mã xanh cho em nhé. Xanh chị nào, chị nào size L cho em, eo 76. Coi chị nào size L, quần cặp cao cho em chị ơi. Rồi lấy mã xanh, xanh eo 76 chị nào size L cho em nhé. Mã xanh, xanh cho em 50.000. Xanh 50 cho em nhé chị ơi. Con này bị lỗi nhé chị ơi. Bị lỗi nhục, con này bị lỗi rồi. Chị nào lấy tặng, mã tặng, mã tặng này. Tặng cho em nhé, bị lỗi một tiếng sau này. Để các chị sửa được cho em. Đây bị lỗi này. Để các chị nhét vào nhé, may lại giùm em. Rồi chị nào lấy em tặng. Mã tặng cho em, mã tặng đi. Tặng, tặng chị nào size L. Rồi lấy chị một con màu đen này. Con đen này chị nào sẽ SM thôi nhá. Con này chị nào sẽ SM mang vừa chị em. Sẽ SM mang vừa, lấy đen chút đen. Mã đen cho em SM để mang đủ. Mã đen cho em sẽ SM thôi. Tặng cho chị sờ Trần Tân Sửu kìa. Lấy đen chất đen con xanh lắm. Xanh lỗi lắm, bị lỗi một xíu. Rồi mã đen cho em, đen chị nào sẽ SM thôi. Rồi lấy chị một con quần hoa. Một con quần hoa cho em nhé. Chị nào ở tầm 55kg thôi. Con này chị nào 55kg quay đầu cho em. Nó là dạng vải bon cho em này. 55kg quay đầu cho em con này. Lấy hoa đi, lấy hoa chất hoa nhé. Mà hoa cho em 55kg mang của. Hoa cho em 50.000 mã hoa. Hoa 50 chị nào tầm 55kg thôi. 55kg mang của lấy hoa chất hoa. Mã hoa cho em của khi nó để con nào. Rồi cho em con này nhé chị ơi. Cái này dây thông nó. Hoa của chị Hoa Nguyệt. Hoa chị Hoa Nguyệt. Rồi con này cho em nhé chị ơi. Chị nào 55-60kg. Nhưng mà cái dây thông bên trong á, về các chị thay lại cho em nhé. Tại vì nó nhão cái dây rồi. Còn cái vải nó còn đẹp chị ơi. Rồi lấy mã lỗi. Lỗi cho em 30.000 mã lỗi. Lỗi 30 chị ơi. Lấy lỗi chút lỗi nhá. Lỗi cho em 30k. Và chị Hoa Nguyệt lại có đơn mà. Có chị chốt cái gì rồi. Đây à, chị chưa là chốt. Chốt con kia không được. Vì đấy chị khách cũ. Nga Nguyệt Hoa 50. Rồi mã lỗi cho em 30.000 thôi chị ơi. Lỗi 30 nhá. Chị nào 55kg thôi. 55kg đi. Để các chị lấy cái dây thông. Chị á, chị em thấy nhiều lắm rồi á. Chắc chục con rồi đó chị ơi. Lấy lỗi chất lỗi. Chục con mới có 500.000. Bằng 2 quần ngoài chợ đó chị. Mới bằng có 2 quần ngoài chợ thôi chị. Thì mới bằng có 2 quần ngoài chợ. Nó có này chị nào cũng 55kg này. Con này 55kg mang vừa nhá. Quần này có chữ chị này. Con này có chữ cho em. Chị nào 55kg mang vừa. Vải của nó xinh lắm chị. Vải của nó, em không hiểu nó là cái vải gì. Nói chung là về cái phần vải em hơi ngu một tí. Nó dạng li nhỏ nhỏ chị. Con này li nhỏ nhỏ nhá. Chứ em không phải là nó, không phải là nó trơn đâu. Cái vải của nó xinh lắm. Lấy mã 240. Lấy mã 240. Sư phẩm con chốt rồi đấy.
Ai? Sơ phẩm hết rồi mà. Mắt trời rồi. Quá trời rồi mà chị. Quá trời còn đất rồi. Rồi lấy chị một con quần lủng này chị này. Một con quần lủng cho em nhá. Chị nào thích quần lủng thì lấy con này cho em. Rồi chị nào SML cho em này. SML chị nào thích lủng thì lấy lủng cho em. Mã lủng cho em SML với chị ơi. SML để mang được nhá, lấy lủng chốt lủng, lủng cho em 50 mã lủng. Lủng 50 SML để mang được, lấy lủng chốt lủng. Em đi lủng nha, trên 50 cái đi hả? Hả? Mê mê lắm nha, trên 50 cái. Chưa, chưa tới 50 cái đâu. Nó tầm cỡ bao nhiêu nhỉ? Nó nằm tớ có chục cái gì đó thôi. Rồi chị nào thích quần yếm không á chị? Có chị nào thích yếm không này? Lấy yếm chất yếm, yếm lên size lớn nhá. Một con yếm size to cho em chị ơi. Lấy yếm chất yếm. Mà yếm, mà yếm. Rồi yếm chị nào eo 82 đến 84. Yếm này eo 82, 84 cho em nhá. Một con yếm size lớn chị này. Mà yếm cho em eo 82, 84 quay đầu cho em. Con này size lớn cho em chị này. Rồi lấy mã yếm. Yếm eo 82, 84 mang vừa. Lấy yếm chất yếm nhá. Một con yếm cho em quần ống rộng cho em. Eo 82, 84. Chị này size to. Nhà em nhiều lắm. Nhà em nhiều lắm đó hả? Vậy đó chị. Nhà chị nhiều lắm rồi hả? Giờ vẫn mua thêm hả? Hay là gì là nhà nhiều con nhiều cháu mua nhiều. Rồi màu trắng chị này. Chị nào thích màu trắng cho em. Một con màu trắng cho em nhá. SML chị ơi. Em nói mấy cái con quần này các chị dễ mặc lắm. SML mang vừa lấy mã trắng, lấy trắng chốt trắng cho em, trắng cho em 50.000. Mã trắng 50 cho em nhé, SML mang vừa. Lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 50 SML cho em chị ơi. Ôi chết cha rồi. Không để ý pin từ nãy giờ. Chú cha các chị đợi em một xíu. Trời ơi từ nãy giờ không để ý đến pin hết. Xem nữa là xong phim luôn á chị ơi. Một xíu nữa là nó tự tắt luôn á chị. Ok, vô pin rồi. Trắng chị phải Bích Nguyệt. Rồi chị nào thích sọc không? Một con sọc thể thao cho em chị này. Dạng sọc thể thao chị ơi. Nó xẻ nhá. Nó xẻ hai bên cho em này chị này. Nói chung hai bên đều xẻ cho em. Lấy sọc cho sọc cho em. Sọc chị nào sẽ SM đi. Sẽ SM mang vừa eo 74 mang vừa cho em chị nhá. Một con sọc thể thao cho em chị này. Lấy sọc cho sọc. Sọc chị nào sẽ SM eo 72 74 cho em. Này nó dạng quần ống lê nhẹ cho em chị này. Dạng lê lê nhẹ cho em nhá. Mà nó còn xẻ chị ơi. Xinh lắm. Sọc của chị Trà Giang Nguyễn Thị cho em. Đẹp lắm luôn chị. Trời ơi các chị ơi sẽ SM thôi. Nhưng mà nó đẹp lắm luôn các chị ơi. Rồi màu đen cho em. Một con đen chị nào size L nhá. Size L đấy E7678. Size L E7678 cho em cái. Các chị thấy cái cạp của nó. Cạp của nó cực kỳ xinh cho em. Chị nào size L E7678 cho em này. Nó cũng xẻ nhá chị nhá. Nhưng mà con này nó xẻ hai bên cơ. Nó xẻ hai bên cho mình. Các chị mặc cái quần lên, nó xẻ bên này cho em cực kỳ xinh. Chị nào lấy xẻ đi, lấy xẻ chốt xẻ đi. Mã xẻ cho em, chị nào size L cho em nhé. Nói chung là các chị ML để mặc được. Hàng bo chun đó chị ơi. ML các chị mặc đồ cho em nhé. Cái quần cả của nó cực kỳ xinh chị. Các chị mặc mấy quần này mấy cái dạng cái áo ngắn ngắn như em này. Phố lên xinh nhá. Còn không thì các chị mua mấy cái áo sườn xám á. Cái sườn xám là dạng ngắn ngắn á. Về các chị cắt ngắn bớt đến đây này. Sau đó các chị xẻ hai bên này. Làm thành áo cho em. Và nó các chị nó cái này là chị bị phế Bích Nguyệt. Thế nó chị phối kiểu như vậy nhá. Lạ vừa đẹp. Nói chung là độc lạ. Chúng ta gọi là độc lạ. Rồi con này cho em chị ơi. Con này chị nó sẽ ép thôi. Size M nó sẽ hơi bị chật một tí nhá. Tại vì cái dây thun này của nó bản to nhưng mà nó chắc lắm. Chị nó sẽ ép thôi. Tầm eo 6. Eo 68, 70 thôi. Nói chung là các chị 72 cũng chị cũng vừa hết thôi. Nhưng mà nó sẽ ôm nhá. Ôm thì nó sẽ hơi bị khó chịu một tí xíu.
nó sẽ hơi bị khó chịu một tí xíu nữa. Rồi con này lấy mã nu, lấy nu chị nào sẽ ép đi, nu cho em nhé, chị nào sẽ ép mang của, lấy nu chút nu, dạng quần ống rộng cho em, dáng lỏng cho em. Mấy cái phong này lên các chị mặc đẹp lắm luôn á. Lấy nu chút nu, mã nu cho em 50.000 thôi. Nu cho em 50k mã nu nhá, lấy nu chút nu. Nu nu 50. Rồi con này dạng loe nhẹ chị này, loe nhẹ một tí xíu nhá. Nó hơi đà loe loe một tí xíu chị ơi, nói chung ít và không nhiều đâu. Size L. Các chị eo 80 cũng mang vừa, nói chung là M, L, X, L đều vừa chị. M, L, X, L đều mang được, dáng dài cho em chị. Nu của chị thì bích chuyển. Rồi các chị size M, size L, size X, L chị em nhé chị ơi, co giãn thoải mái cho em. Lấy mã 5, lấy mã 5 chất mã 5, mã 5 cho em 50.000. Mã 5 50k nhé chị nào, size M, size L, X, L đều vẫn được cho em. Nói chung là co giãn thoải mái. Lấy mã 5 chất mã 5. Lấy 5 chất 5 cho em, mã 5 mã 5. Mã 5 mã 5 à. Rồi lấy chị một con quần thể thao. Con thể thao này quần ống rộng cho em chị ơi. Nhưng mà nó là size nhỏ. A à, gì nhỉ? Đúng rồi. Size nhỏ chị nào tầm size S M thì thôi các chị ơi. Con này chị nào size S M thôi nhá. Chị nào size S M mang được, lấy thể thao chứ thể thao. Rồi thể thao cho em size S M mang được cho em này. Chị nào lấy thể thao chứ thể thao cho em thể thao S M. Quần ống rộng cho em chị ơi. Chị nào lấy thể thao. Thể thao cho em tập eo 70-72 thôi. Con này eo 72 mang vừa cho em nhé chị nhá. Chị nói thể thao chất thể thao. Thể thao eo 72 chị nói sẽ SM. Sẽ SM để mang được, lấy thể thao chất thể thao. Thể thao sẽ SM. Rồi con này dạng quần váy chị ơi. Ống hơi bị ự luôn. Ống to lắm luôn nhá. Dáng lửng. Chị nào size M, size L. Chị nào size L cho em nữa. Quần này vẽ chị làm thành váy luôn chị này. Trời ơi, nó to lắm các chị, nó dạng như vảy luôn chị ơi. Nó y như đầm luôn chị này. Rồi con này cho em. Chị nào lấy mã 97. Lấy 97 chất 97. Nhớ tay nha. Chị nào lấy 97 chất 97 nhá, 97 cho em. Chị nào size SM, size L, SML chị mặc được này. SML mang được cho em chị ơi, lấy 97 chất 97. Mã 97 cho em, cái vải nó xinh lắm. 97 cho em cực kỳ xinh. 97 của chị Nga Nguyệt. 97 chị Nga Nguyễn. Đẹp lắm đó chị. Này về các chị phối. Nói chung là cái hàng này về các chị nó phối đẹp lắm. Cực kỳ dễ phối cho em. Dễ phối cho em. Rồi lấy chị một mã lạ này. Một con lạ cho em. Chị nào sẽ SM đi. Nói chung là SL các chị cũng được á. Này là kiểu nó vậy nhá chị nhá. Không phải nó bị dính cái gì đâu. Sọc. Sọc hết. 97 hết. Con sọc là con nào trời. Hết sọc rồi. Rồi con chị ơi, cái này bị loang loang vậy nhá. Nó kiểu là loang như vậy cho em, chứ không phải là nó bị dính cái gì đâu. Cái vải của nó kiểu như là vải. Nó dạng như là vải da lộn á. Cái vải của nó sờ sờ lắm. Rồi chị nào sẽ SM đi, E74 cho em con này. Chị nào E74 mang vừa nhá. Lấy lạ chốt lạ. Mã lạ cho em chị ơi, lạ E74. Quần này, ống của nó này, rộng cho. Nó có thêm một miếng bên này cho em. Chị nào lấy lạ chất lạ, mã lạ cho em L74 mang vừa, lạ cho em 50.000 chị ơi. Lạ cho em 50k, chị nào L74 cho em nhé. Cái vải của nó sò thích lắm luôn chị, em không hiểu. Nó tưởng tượng như là vải da lộn á. Nhưng mà nó mỏng nhá, không phải dày bịch như vải da lộn đâu. Không phải dày nhá, da lộn nó mỏng, mỏng á thì nó nóng ấy chị nhá. Rồi lấy lạ chất lạ, mã lạ cho em 50.000 mã lạ. Lạ cho em 50k nhá, chị nào lấy lạ chất lạ cho em này. Mã lạ cho em 50.000 thôi chị ơi. Lạ quá. Lạ chị Bích Nguyệt. Rồi lấy chị một con đen nữa chị này. Con này chị nào size L nhá, ML mang vừa cho em chị ơi. Chị nào size M và size L cho em này. ML đều mang được cho em con này, có dây. Nói chung là các chị thắt sao thì các chị thắt cho em nhá. Ủa các chị ơi, đẹp chưa? Cực kỳ xinh luôn, chị nào size M và size L. ML bon chen được chị em nhỉ? Thôi size L đi, size M nó sẽ hơi bị rộng.
nó sẽ bị tụt quần nhá chị nhá. Chị nào size L, L7678 cho em nhé. Con này chị nào lấy mạng 44. Mạng 44 cho em, chị lấy 44 chất 44. 44 cho em nhá, màu anh à. Tuy nó là màu đen cho em nhưng mà nó đẹp. Cái vải nó xịn sò lắm chị. Lấy mã 44 chất mạng 44 cho em. Mạng 44 cho em 50.000 mạng 44 nhá. Mạng 44 cho em 50k. Lấy 44 chất 44, quần là ống cực kỳ rộng thôi chị ạ. Nó dạng như quần váy chị. Nó dạng như quần váy cho em nhé, mạng lên form cực kỳ xinh. Lấy 44 chất 44. Mạng 44 cho em 50.000. Mạng 44 cho em 50k mạng 44 này. Rồi con này xinh chị này. Rồi con này chị nào sẽ thôi nhá. Size S đi. Đấy chị nào nó sẽ ảnh trước này. Size S cho em vải mềm, mặc cực kỳ sướng. Nói chung là mấy cái quần này các chị mặc quanh năm, mùa đông mùa hè thì các chị mặc được hết. Mùa đông mùa hè thì các chị mặc được hết cho em nhé. Rồi con này chị nào size S size nhỏ. Lấy size lấy mã nhỏ, mã nhỏ cho em nhỏ 50 chị ơi. Mã nhỏ cho em 50k nhá, lấy nhỏ trước nhỏ, nhỏ 50. Này các chị dễ mặc này. Nhiều khi mình đi ra chợ, mình ngại mặc quần đùi bị sọc một cái là được. Nói chung là rất chi là dễ mặc luôn. Quần là quần của quốc dân kia. Lấy mã nhỏ nhá, nhỏ chị nào size S. Con mặc con đó đi. Mẹ mặc cái này chật khó chịu. Mấy con nó đẹp lắm đó chị. Nhiều khi mình đi đón con này, thọc vô cái là xong. Không phải lo thay quần thay áo hay gì hết. Rồi con này size to 60-65kg các chị này. 65kg mang vừa cho em nhá. Lấy to chất to. Mà to cho em chị là 65kg. Nó là hàng lỡ chị ơi. Không phải dáng dài đâu. Con này dáng lỡ thôi nhá. Lấy to chất to cho em. Mà to cho em 60-65kg. Lấy to chất to, mạ to cho em. Rồi con này nó bị dính vậy này. Cái này kiểu như là nước ngọt đó chị. Nước ngọt nó đổ vào nhá. Thế chị dặn cho em là nó xinh, à là nó sạch. Chị nào để nó sạch là nó xinh chứ. Rồi cho em, nó là màu ruốc. Nó là màu ruốc cho em nhá. Chị nào size M. Size M L74 đi. Size M L74 mang vừa. Lấy 74 chất 74 cho em. Mã 74 L74. Cái này kiểu như nước ngọt nó đổ vào chị ơi. Xong rồi nó bị loang loang rồi. Để giặt là hết chị nhá. Rồi mã 74 L74 cho em một con màu ruốc cho em cực kỳ xinh. Mã 74 L74 cho em 50.000. 50k mã 74 L74 cho em. Mã 74 L74 cho em 50.000 thôi. Rồi con này có chữ chị này. Con có chữ cho em nhá. Chữ chị nào size L. Chị nào lấy chữ chốt chữ. Chữ size M size L cho em. M L mang được chị ơi, lấy chữ chốt chữ. Em mặc cái quần bên trong đâu mà nhìn nó hơi kỳ cục một tí. Rồi lấy chữ chốt chữ cho em, mã chữ cho em nhé. Chị nào size M, size L cho em này. M, L đều mặc được các chị ơi. M, L cho em nhé, lấy chữ chốt chữ. Chữ chị nào size M và size L đều mang được. Mã chữ cho em 50.000. Con có bị ẩn không? Lấy chữ chốt chữ, chữ cho em 50 chị ơi. Và chữ bên trong cho em chị này. M, L cho em nhé, nói chung là size M và size L đều mặc được. Em lấy chị một con sọc màu trắng này. Chị nào thích màu trắng? Một con sọc màu trắng cho em chị ơi. Lấy trắng chốt trắng. Quần ống rộng cho em chị này. Trời ơi. Chị nào size L nhá. Con này chị nào size L mang vừa. Lấy trắng chốt trắng. Mã trắng cho em L76-78 cho em. Đằng sau có bo chun cho em nhá. Chị nào lấy trắng này. Trời ơi. Chị nào vừa con này lấy đi chị ơi. Lấy trắng chốt trắng, mã trắng cho em chị nào size L. Trắng cho em màu cho em cực kỳ xinh luôn chị ơi. Mã trắng, mã trắng, trắng chị nào size L cho em lấy trắng chốt trắng nhá. Trắng chị nào size L L7678 cho em. Cái này đẹp lắm không chị nào lấy hả? Ô sao kỳ vậy các chị. Chán rồi à? Chán rồi các chị, lấy trắng chốt trắng. Cái gì bị ngân mày đang ấy chứ mình tự tung một tí hơn lắm. Con đang xin điểm con. Điểm như thế nó xem nó sẽ ảnh hưởng gì. Lấy trắng chốt trắng cho em. Mã trắng, mã trắng. Rồi lấy chị con sọc này. Sọc này cho em nhé. Sọc này là SM cho em. Con này chị nào sẽ SM mang vừa cho em con này. SM cho em chị ơi. Có túi cho em này. Sẽ SM để mặc được nhá. Lấy mã 6 682. Lấy 682 chốt 682 cho em. 682 chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa. Nói chung là toàn là những quần đạp cao chị ơi. Mã 682 cho em. Trắng của Hồ Thị Điệp. Trắng của chị Hồ Thị Điệp.
Rồi lên mã 682. 682 cho em, 682 cho em là gì nhỉ? 50.000 và 682. Em nghĩ xem. Ui chị ơi, em không chụp được đâu. Chị em cho chị xem lại hàng chị ơi, em lười chụp lắm chị. Em không có thời gian mà chụp đâu chị ơi. Mã 692 chị Phí Bích Nguyệt. Không được đơn chị, em cho chị quay lại đơn chứ em không. Giờ bảo em chụp lại đơn, đừng có bảo em chụp nhé chị nào. Có một mình em thôi. Một mình em thôi chị ơi, không làm nổi đâu chị ơi. Đưa cái đơn này. Một mình em chốt đơn đã đủ chết rồi. Rồi SML chị em, một con này màu này cực kỳ xinh này. SML chị nhá. Rồi SML mang vừa cho em màu cho em cực kỳ xinh này. Chị nào lên mạng 41. Mạng 41 cho em 50.000, mạng 41 nhá. Mạng 41 50k SML. Đem cho chị coi lại đơn này. Con lấy cái bịch màu đen đi. Nhét vào một cái. Trời ơi, đừng bảo em chụp chị ơi. Rồi một con màu đỏ này. Rồi một chiếc đỏ nhá. Chị chỉ đứng lên. Rồi một con đỏ ở dưới bịch đỏ. Đỏ này. Một cái đỏ. Rồi mã 545. Con này là mã 545 này. Đó. Rồi con này quần ống to này. Con này là quần ống to này. Mã 92 này. Con này kim sa này. Một con kim sa này. Rồi cái này là tặng này. Rồi con này mã, con này hoa này, mã 116 này. 116 là hoa này. Rồi con này lấy mã 112 màu đen này. 112 màu đen này. Con này quần nút đi. Mã nút nhá, quần nút, mã nút cho em. Nó có nút rồi chưa? Em gọi là quần nút này. Rồi con này màu ghi. Mã 69. Màu ghi là 69. Rồi một con quần hoa. Mã 591, 519. 519 quần hoa cho em này. Rồi một con sọc nữa. Hết. Rồi hết chị ơi. Sọc này mã 339. Sọc này là 339 này. Thế em chả đếm bao nhiêu cái đâu. Chị có đếm bao nhiêu thì đếm 2 tổng đơn cho chị. Chị có đếm thì đếm thôi, em không chưa đếm đâu. Có gì mà em tổng đơn. Rồi đây chị con xanh này cho em này. Xanh này sẽ SM chị ơi. Con này là sẽ SM nhá. Quần là quần ống rộng cho em chị ơi. Chị Mai Vàng có quần ống rộng màu đen không lấy cho chị coi. Ống rộng màu đen á, trời ơi em quá trời luôn chị. Từ nãy giờ em lên nhiều lắm luôn chị ơi. Cái này toàn là quần ống rộng mà chị, đâu phải quần ấy đâu. Toàn quần ống rộng mà. Rồi cho chị mặc size gì chị ơi. Rồi lấy mã xanh nhá. Lấy xanh chất xanh. Xanh này là sẽ SM thôi. Lấy xanh chất xanh. Xanh là sẽ SM. Đây chị này, màu đen ống rộng đây. Con này size to này chị này. 55-60kg. Lấy mã đen. Đen cho em 55-60kg mang không? Cái này có mấy quần mà ống rộng kiểu như dạng quần váy á. Trời ơi quá trời luôn, không thấy chị đâu hết. Đây này chị này. Lấy đen chất đen, mã đen cho em nhá. Chị nào 55-60kg, có độ co giãn. Chị nào eo 80-82 cho em. Lấy đen chất đen cho em, mã đen cho em. Lấy đen chất đen, mã đen, mã đen này. Đen cho em nhá. Rồi con sọc này chị này. Lấy chị một con sọc. Cái này nó có cái gì nhỉ? Có dây chị ơi, về các chị tự cột kiểu gì thì cột nhá. Cột sao các chị nhá? Quần đen vải gì à? Quần đen vải giấy hả? À quần xanh, xanh của chị gì? Của chị Bích Nguyệt à? Quần đen vải giày với quần váy. Quần đen vải giày với quần váy hả? Nó chỉ có dạng quần như này thôi chị. Rồi con này chị em lấy sọc chốt sọc. Sọc chị nào cũng 60kg này, 60-65kg nhá. Con sọc này cũng 60-65kg mang vừa. Nó có cái thêm cái dây này kiểu như dây nịt. Rồi 60-65kg mang vừa. Lấy sọc chốt sọc. Mã sọc, mã sọc. Lấy sọc chốt sọc cho em. Chị bảo dạng như quần như vậy này hả.
Dạ, nhưng mấy quần vải này hả chị? Đây hả chị? Con này chị nào size nhỏ rồi chị ơi? Con này chị nào size nhỏ cho em nhé, chị nào sẽ SM. Con này sẽ SM mang vừa cho con này. Chị nào lên mã 335. Mã 335 cho em SM thôi chị nhé. Lấy 335 chất 335 này. 335 sẽ SM. Sẽ SM mang vừa mã 335. 335 cho em SM thôi chị ơi. 335 cho em sẽ SM mang vừa cho em này. Lấy 335 chất 335. 335 sẽ SM. Đây con này cũng dày chị này. Con này vải dày đấy. Dạng quần ống rộng đấy. Cũng dạng quần ống rộng cho em nhé. Mà size nhỏ cho sẽ SM thôi. Con này cũng sẽ SM mang vừa. Lấy mã. Lấy mã to đi. Tại vì ống nó to em gọi là mã to nhé. Ống to em gọi là mã to. Nhưng mà chỉ là sẽ SM thôi. Rồi lấy mã to chất mã to. Nó dạng như quần ống váy chị này. Nó dạng như quần ống váy cho em nhé, mã to. Đây hả, chị lấy như này hả chị Mai Vàng. To chị Mai Vàng này. Đây nữa này chị này. Đây chị ơi. To tiếp này. Màu lờ. Chị Mai Vàng chưa có đơn. Bao nhiêu một chiếc quần đó chị ơi, quần 50 ngàn một chiếc nhá. Quần đồng giá là 50k một chiếc. Rồi con này chị nào lấy mã 21. Mã 21 cho em này chị Mai Vàng này. Mã 21 cho này cho chị Mai Vàng này. Con này bịt đen á. Chị Mai Vàng. Rồi con này cho em có chú nữa chị này. Chị nào xong mờ nhá. Mờ lờ mang được cho em chị ơi. Mờ lờ đều mang được cho em này. Chị nào lấy mã 50. Mã 50 cho em size mờ và size lờ. Lấy 50 chất 50. Mã 50 cho em size mờ và size lờ quay đầu cho em chị nhá. ML mang được, lấy 50 chất 50. Rồi chị nào 65kg, màu xanh. Lấy xanh chất xanh, mã xanh cho em, 50.000 mã xanh. 60-65kg, chị Mai Vàng con này vải cũng dày này. 60 cho đến 65kg mang được, lấy xanh chất xanh nhé. Mã xanh cho em 50.000 thôi. Xanh 50k nó là cũng qua là quần ống rộng, vải như cái dạng vải như chị bảo này. Lấy xanh chất xanh, mã xanh cho em 60-65kg. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh 50 chị nhá. Mã xanh cho em 50.000, mã xanh, xanh 50 chị nào mà 60-65kg. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi, sẽ SM thôi. Con này chị nào sẽ SM cho em nhá. Con này mặc kiểu gì trời. Cái này dạng kiểu chị này. Nó kiểu chéo chéo vậy cho em nhá. Nó dạng chéo như vậy đấy chị ơi. Rồi con này cũng sẽ SM. SM mang vừa, đen. Chị Mai Vàng lấy con đen này hả? Ủa chị Mai Vàng con đen nào á? Chị Mai Vàng theo mã đi. Con này là mã 50 này. Phải mã 50 không? Mã 50 nhá. Con này là màu đen này. Em chưa kịp lên con này, em biết là chị lấy con gì đây? Có đầm đi kìa không á? Đấy chị ơi, em có sườn xám đó, không có đầm. Và con này là mã đen và mã 50, chị lấy con nào á? Thế con cái em mặc rồi ok. Cái em mặc. Rồi lấy chị một con quần kiểu chị này. Một mã kiểu nhá. Chị nào lấy kiểu chút kiểu cho em này. Một con kiểu cho em SML các chị mặc được. SML quay đầu chị ơi, lấy kiểu chút kiểu. Nó là kiểu kiểu như vậy chị ơi. Lấy kiểu chút kiểu nhá. Mã kiểu cho em SML mang vừa. 50 là chị Nga Nguyễn. Lấy kiểu chất kiểu, mã kiểu, mã kiểu, kiểu là SML chị ơi. Vải của nó cực kỳ xinh. Kiểu cho em, nó dạng như đầm. Này của chị Mai Vàng. Rồi lấy chị một con màu đỏ này. Một con đỏ cho em nhé, đỏ là dạng quần lửng chị ơi. Đỏ dạng lửng cho em, chị nào mà 55-60kg cho em này. 55-60kg mang vừa, lấy đỏ chất đỏ nhé. Mã đỏ cho em dạng quần váy chị ơi. Quần ống rộng dạng như quần váy. Lấy mã đỏ. Chị nói đỏ chất đỏ cho em 55-60kg. Con này size to này. Lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ chị Mai Vàng. Em lấy chị một con quần yếm. Một con quần yếm nhá. Chị nào lấy yếm chất yếm này. Yếm này chị nào sẽ SM thôi. Yếm là sẽ SM mang vừa. Lấy yếm chất yếm. Yếm cho em SM với chị nhá. Chị nào form trẻ trẻ sẽ SM mang vừa cho em. Lấy yếm chất yếm, yếm là sẽ SM
đồ mang vô này. Mã yếm cho em SM thôi chị ơi, lật yếm chất yếm. Rồi con này dạng như quần của mình Alibaba ấy, chị này. Size L nhá, bên dưới này nó bó. Bên dưới đây là bó, còn cái trên này là to. Y như quần Alibaba luôn. Lấy caro chất caro, caro cho em 50.000. Chị nào size L nhá, ML mang được. ML mang được con mặt này á. Lấy caro. Caro cho em cực kỳ xinh. Nó y như kiểu Alibaba. Rồi con này cho em nha chị này. Size to đây. Thì to quá. Caro chị mai vàng kìa. Quên ngân này. Con nó to lắm con ạ. Rồi con này chị em chị này có dây thắt đây nhá. Chị nào 60-65kg dạng cái gì nhỉ? Thể thao cho em chị ơi. Nó là dạng thể thao nhá. Ui cha má ơi giật mình. Chị nào lấy sọc. Lấy sọc cho sọc cho em 60-65kg chị này. 60-65kg mang vừa. Lấy sọc cho sọc. To quá. Mẹ mà không được. Nó rớt này. Rộng quá. Đẹp quá mà to chị. Lấy sọc cho sọc. Con sọc này xinh này chị Mai Vàng. Cực kỳ xinh nhá. Lấy sọc cho sọc. Sọc cho em 50.000. Mã sọc 50k. Chị nào mà xây em 55-60kg mang vừa. 55-60kg mang vừa. Lấy sọc cho sọc. Với con xanh này cho em này. Chị nào cũng 60-65kg nhá. 60-65kg mang vừa. Lấy xanh cho xanh. Mã xanh cho em 60-65kg mang vừa cho em. Chị nào lấy xanh cho xanh này. Xanh cho em 60-65kg thôi. 50.000 một chiếc thôi các chị nhá. Lấy xanh chất xanh. Xanh cho em 50.000 mã xanh. Xanh xanh 50-60-65kg. Lên các chị một con chấm bi. Cái chấm bi này nó là cái gì nhỉ? Sọc dài 90 chị lấy. Sọc dài 90 không hả? Em cũng không biết là nó dài bao nhiêu đấy chị ơi. Rồi con này nó là dạng yếm nhá chị ơi. Con này mặc nào? Như này à? Như này chứ. Dạng như này á. Rồi chị nào lấy bi. Bi chị nào size L nhá. Lấy bi chắc bi cho em. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Bi cho em size L. Lấy bi chắc bi chị nào size L mang vừa này. Mã bi cho em đẹp quá các chị ơi. Nên là các chị mấy con này đúng thật là các chị mặc đi tiệc này đều đẹp hết nhá. Chị lưu luyến con sọc dài bao nhiêu này. Con này đẹp lắm luôn á chị lưu luyến ơi. Chị mặc thích tặng dài hay sao? Rồi chị nào lấy bi cho em. Ủa không chị nào lấy bi à? Thế này giống vậy. Thế này giống vậy các chị. Chị ơi con này dài của nó là dài có 84 thôi chị. Dài 84 chị ơi, không được 90 đâu. Chị mặc hàng lửng đi, mặc lửng được má. Thế này của ai? Hồ Thị Điệp á. Trời đẹp quá chị Hồ Thị Điệp ơi. Nhưng nói mấy cái con này đúng thật là chả ở đâu bán cho chị con mấy cái con này có 50.000 thôi. Có 50.000 nữa chị ơi. Rồi lấy chị con đỏ. Lấy chị con đỏ này. Lấy đỏ chất đỏ nhá, đỏ thì nó 55. Đỏ con này chọn tao chị nào tầm 55-57kg thôi. Lấy đỏ chất đỏ chứ, mã đỏ chị nó 55-57kg. 55 cho tới 57kg mang vừa lấy mã đỏ, lấy đỏ chất đỏ cho em. Toàn là quần ống to thôi các chị. Mã đỏ cho em lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ nhá, lấy đỏ chất đỏ cho em chị nào 55-57kg. 55 cho đến 57kg mang vừa lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em đỏ 55-57kg cho đỏ. Mã đỏ, mã đỏ. Rồi con đen đấy chị này. Một con đen cho em nhé chị ơi. Lấy đen chút đen. Chị nói size L, ML cho em. ML mang được cho em. Toàn là quần ống rộng với chị. ML mang được cho em nhé. ML mang được lấy đen chút đen. Sọc chị ok hả? Giờ chị lấy sọc hả? Ok chị lưu luyến. Sọc cho chị lưu luyến đi. Nó dài có 80 nhá. Đó đúng rồi. Nó dài có con này của chị Mai Vàng. Nó dài có 84 thôi chị, không có 90 đâu, ngắn một chút nghe chị Mai Vàng này. Rồi con này chị em nhé chị ơi. Chị nào size lớn XL đây. Con này chị nào eo 80 đến 82. Con này eo 80 82 nhá, màu cực kỳ xinh chị này.
Chị nói eo 80 đến 82 mang vừa, mã 82 đi. Mã 82 eo 82 cho em 50 ngàn nữa chị ơi. Quần toàn là quần ống rộng không ạ? À? Mã 82 eo 82 cho em nhé, 50k. 50 ngàn mã 82 eo 82 quay đầu cho em này. Mã 82 eo 82 cho em 50 ngàn. Mã 82 eo 82 cho em 50k chị nhé. Không tin nhỏ lắm mẹ không mặc đâu. Rồi con này chị nào sẽ SM. Sao SM mang được cho em con này? SM cho em chị ơi, lấy xanh đi. Lấy mã xanh cho em nhé, xanh đi chị nào sẽ SM mang của. Lấy xanh chốt xanh. Mã xanh cho em sẽ SM thôi chị ơi. Lấy xanh chốt xanh, xanh là sẽ SM mang được. Lấy xanh chốt xanh cho em, xanh sẽ SM. Chị nào lấy xanh chốt xanh nhá. Xanh là sẽ SM đi chị ơi. Rồi đẹp quá chị, nói cho em mặc cái quần này nó nhìn nó hơi. Nếu chị mặc quần bên trong nhìn nó không được đẹp nhá. Rồi con này cũng sẽ SM, con này có độ co giãn chị này. Chị nào lấy mã 110. Mã 110 cho em, cái màu đẹp quá đó chị ơi. Mã 110 cho em sẽ SM thôi. SM mang bộ cho em nhá, lấy 110 chốt 110. Con này có độ co giãn cho em này. Lấy 110 chốt 110. 110 cho em sẽ SM, hàng này hàng co giãn. Mã 110 cho em và quần lửng. Mã 110 cho em 50.000 mã 110. 110 50k. Rồi chị nào 55kg. 110 của chị Thủy Bích Nguyệt. Con này cho em nhé chị nhá. Chị nào 55kg đội mang vừa, lấy mã 55 đi. Mã 55 cho em 50.000. Mã 55 50k nhé. Mã 55 chị nào 55kg đội mang vừa cho em. Nói chung là SML mặc đủ chị nhá, tại vì nó có độ co giãn. Mã 55 chắc mã 55. Mã 55 cho em SML các chị mặc được nhé chị ơi. Rồi con này cho em chị nào sẽ SM thôi này. Con này sẽ SM thôi. SM cho em nhé, cái vải của nó đẹp lắm các chị. Nó dạng vải xếp ly cho em. Chị nào lấy mã chữ đi, lấy mã chữ nhé, lấy chữ chất chữ. Chữ cho em là sẽ SM tầm eo 74 cho em này, có độ co giãn. Mã chữ cho em 50.000 mã chữ, lấy chữ chất chữ nhé. Chữ cho em 50k, chị nào lấy chữ chất chữ này. Chữ chữ 50, chị nào mặc SM. Size SM đi. Size L thì nó sẽ hơi chật một tí. Rồi lấy chị một con chấm bi này. Chị nào lấy bi chốt bi. Lấy bi chốt bi nhá. Bi SML cho em chị ơi. Bi là dây cò của chị nhỉ. Cặp là cặp thông cho em. Cặp là cặp chung chị nhá. SML chị này. Lấy bi chốt bi. Mã bi cho em SML cho em. Chị nào lấy bi chốt bi. Bi SML cho em chị này. Có độ co giãn cho em nhá. Có độ co giãn cho em chị ơi. Chị nào lấy bi. Rồi lấy bi xuất bi. Mã bi cho em SML. SML mang vô cho em nhá. Lấy bi xuất bi. Bi là chị Nga Nguyệt. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Các chị nhanh tay. Chỉ còn mà chậm tay thì hết. Rồi con này sẽ SM đó chị. Con này SM nhé chị ơi, có xẻ đằng trước này. Rồi sẽ SM mang vừa cho em, lấy xẻ cho xẻ. Mã xẻ cho em sẽ SM em mặc. Em mặc hai quần á, nên là các chị sẽ không nhìn thấy được cái form của nó nhé. Nó sẽ hơi bị lùng lùng rắc rối một tí. Rồi con này chị nào lấy mã 223. Mã 223 cho em chị ơi, 50k mã 223. 223 50.000, các chị mặc lên cái form xinh lắm. Nó dạng lê lê nhẹ cho em nhé, dạng lê lê nhẹ cho em chị ơi. Lấy 223 chốt 223. Mã 223 cho em. Chị nào sẽ SM. SM mang vừa lấy 223. Dạng là quần ống lê nhẹ cho em chị ơi. Mã 223 mấy giờ? 10 rưỡi. Mai con đi học đó mẹ. Sau khi xong rồi cũng phải đi học. Mẹ học lên trường khác. Nhân viên. Khi xong rồi đi học. Rồi đây chị một con màu trắng này. Một con màu trắng chữ SML cho em chị ơi. Lấy mã trắng đi. Lấy trắng chốt trắng cho em nhé. Trắng SML. SML mang vừa lấy trắng chốt trắng. Cái này nó xẻ bên trong chị ơi. Con này nó xẻ bên trong, nó không xẻ bên ngoài. Rồi SML mang vừa cho em lấy trắng chốt trắng. Mã trắng cho em SML chị nhé. Có độ co giãn. Trắng là trắng chữ cho em. Trắng là trắng chữ nhé. SML quay đầu. Lấy trắng chốt trắng. Mã trắng cho em. Trắng 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 50.000 một chiếc thôi các chị ơi, dạ dạ lắm thôi.
Rồi, cái này là dạng quần váy chị nhá, không phải là váy đâu, nó là quần cơ. Nó là quần nhá, lấy mã to đi. Quần ống to cho em chị này. Một con quần ống to cho em chị ơi, con này mất size rồi. Rồi chị nào 55 ký thôi. 55 ký quay đầu cho em. Mã to, to chị lạ lạ này. To chị lạ lạ chị ơi. Dạng quần xếp ly. Chị lạ lạ. Rồi lấy chị một con kim sa này. Lấy chị một con kim sa nhé. Kim sa là sẽ SM. Lấy kim sa đó, kim sa SL, SM thôi chị nhé. Kim sa cho em sẽ SM qua đầu. Lấy kim sa giúp kim sa. Kim sa nó cũng hơi le le nhẹ một tí xíu. Kim sa cho em. Thôi cái này có không? Cái trong này. Ủa cái này con của ai con nhét một cái. Không biết của ai luôn nữa. Đây một chị. Rồi chị nào lấy kim sa rất kim sa. Kim sa chị nào mà say. Rồi các chị này. Nhưng mà các chị biết thật chứ. Nó kiểu như cái váy ấy chị. Chị lấy đâu? Thấy má lạ không? Lạ đi. Kiểu hơi bị lạ nữa chị ơi. Lấy lạ chắc lạ nhá. Nhiều khi cái màu đen á, các chị sẽ nhìn nó sẽ không rõ. Nhưng mà cực kỳ xinh nhá. SML cho em chị. SML mang được, có độ co giãn cho em. SML mang vừa cái kiểu của nó chị này. Kiểu của nó hơi bị lạ luôn. Lạ cho em. Lạ chị Trà Giang Nguyễn Thị này. Xinh lắm luôn chị, cái kiểu em thấy nó hơi bị lạ lùng luôn á. Lạ hết rồi chị, lạ lạ rồi. Chị Trà Giang lại lấy mất lạ rồi. Này là chị Trà Giang này. Mấy cái kiểu nó, mấy cái kiểu nó hơi bị lạ lùng luôn á. Này là chị Trà Giang Nguyễn Thị. Hơi bị lạ lạ luôn. Rồi con này cho em một con vải loang nhá. Chị nào size L. Con này size L đấy chị ơi. Size L mang vừa. Dạng là vải, vải xếp ly chị nhá. Nó là dạng xếp ly cho em. Một con màu loang cho em chị ơi. Mã 249. 249 chị nào size M, size L cho em nhá. M, L mang được lấy 249 chút 249. Mã 249 cho em size M và size L cho em. Cực kỳ xinh. Lấy 249 chất 249. 249 chỉ nào size L. Nói chung là các chị size M, size L đều mặc được. ML đều mặc được cho em nhé. Lấy 249 chất 249. 249 cho em. Size M, size L chị này. Rồi con này sẽ SM thôi chị. Má lạ hết. Hết lạ rồi. Lạ ăn chốt cho chị nào thôi. Cho chị Trà Giang cũng chị luôn. Rồi này các chị ơi, sẽ SM nhá. SM mang vừa. Chị Mai Vàng lấy con này hả? Con này sẽ SM cho em. Cái kiểu xinh lắm chị. Nó quần dạng quần ống to á. Nó dạng vải lụa chứ. Này chị chào rồi. Chị Mai Vàng. Rồi lấy chị con xanh này. Lấy chị một mã xanh nhá. Xanh chị là 60-65 kg. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh 60-65 kg mang vừa này. Lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em 60-65 kg mang vừa cho em nhé. Lấy xanh chất xanh. Xanh này cái vải của nó kiểu như là vải. Vải gì ta? Em không rõ vải này vải gì. Thôi con này nó vải nó bị lỗi ấy chị. Con này chị nó lấy em tặng đi. Mã tặng nhá, nó bị xước vải. Vải nó bị xước xước. Lấy tặng chất tặng cho em. Mã tặng, mã tặng. Rồi con này cho em này. SM thôi các chị ơi. Size SM cho em, cho này size SM cho em nhé. Size SM để mang được, lấy mã 31. Tặng cho chị Mai Vàng nhỉ. Tặng hết, hết tặng cho chị ơi. Lấy 31 cho 31, mã 31 cho em size SM. Tặng cho chị Mai Vàng nhỉ. Lấy 31 cho 31, mã 31 cho em nhé. Chị nào size SM thôi. SM quay đầu, lấy 31 cho 31. Hết, hết tặng rồi các chị, hết tặng. Rồi con này cũng sẽ SM này. Con này cũng là SM nhá. Lấy mã 8. Chị nào lấy mã 8 chốt mã 8. Mã 8 cho em sẽ SM thôi. Sẽ SM mang vừa lấy mã 8 chốt mã 8. Mã 8 là sẽ SM cho em. Lấy 8 chốt 8. Mã 8 cho em SM. Này các chị này. ML nhá. Con này chị nào size M và size L cho em chị này. Mặc là
đây với form học sinh đấy chị. Chị nói size M, size L nhiều khi màu đen các chị không thể nào nhìn thấy được cái form của nó. Màu L cho em cái vải của nó cũng xinh và cái kiểu của nó cũng xinh nhá, quần nó còn rộng. Lên mã đen đi. Đen cho em ML mang hộ. Size M và size L cho em chị ơi, ML mang hộ cho em nhá. Lấy đen chất đen, nó có quần bên trong chị. Mã đen cho em. Lấy đen chất đen, đen ML. Chị nào size M, size L. Con này size S, size M thôi. Đen của chị Nga Nguyễn. Rồi size S, size M thôi nhá. Con này chị nào size S, size M thôi nè chị. Con này chị mã 323. Mã 323 trên chị nào size S, size M thôi. Lấy 323 chất 323. Con này quần ống nhỏ chị ơi. Con này dạng quần ống đúng nhá. Lấy 323 chất 323. 323 size S, size M. SM mặc được cho em. Lấy 323 chất 323. Lên vài con nữa xuống like chị ơi. Mệt rồi, đuối rồi. Rồi con này. Màu xinh lắm các chị. Nên nói với chị con này màu cực kỳ xinh nhá. Rồi sẽ SM. Lấy mạng 57. Mạng 57 cho em sẽ SM cho em thôi. Lấy 57 chắc 57. 57 SM cho em nhá. Mạng 57 cho em sẽ SM. Còn là cạp cao với lại quần ống rộng, ống suông không à. Lấy 57 chốt 57. 57 cho em sẽ SM cho em. SM mang vừa lấy 57 chốt 57. Rồi con này của SM cho em. 57 của ai? Của chị là Phoenix rồi. Rồi con này cho em này. Chị nào sẽ SM nhé. Lấy mã chữ đấy. Lấy chữ chốt chữ. Mã chữ cho em sẽ SM chị. Mã chữ cho em nhé. Lấy chữ chốt chữ. Chị nào lấy chữ chốt chữ cho em. Chữ sẽ SM thôi. Rồi đây chị ơi, quần váy đây. Dạng quần này là quần váy cho em nhé. Quần ống rộng. Quần ống rộng cho em này. Nói chung là quần ống rất là to. Chị nào là tầm 57kg thôi. 57kg mang vừa cho em. Lấy to chút to đi. Mã to đi. Quần của, cái ống của nó chị. Ống của nó dạng như quần ống váy ấy chị. Mã to nhé. To 50. Chị nào 57kg. Size L. Size L lớn cho em. To chị lạ lạ. Em có con trắng hay xinh chị, mà nó bị lem một tí màu nhá. Nó cũng dạng như quần váy cho em chị ơi. Nó y như quần váy cho em chị này. Lấy mã lỗi đi, lỗi 30.000. Nó bị lem một tí đây thôi chị này, thấy không? Các chị thấy không? Nó mờ mờ này. Mã lỗi cho em 30 nhá. Lỗi cho em 30k, ML mang được chị ơi. Xinh lắm đó chị, nó bị dính một tí màu thôi, thế là chị tẩy là được nhá. Một con màu trắng cho em chị ơi, lấy lỗi chút lỗi, lỗi 5, lỗi 30.000 chứ. Mã lỗi 30k, lấy lỗi chất lỗi, lỗi 30 nhá. Chị nào size M, size L. Quần ống rộng đi, nói chung là quần ống của nó rất chi là to, đẹp lắm chị. Lấy lỗi chất lỗi, lỗi 30. Mã lỗi cho em 30.000 mã lỗi nhá. Rồi lấy chị một con màu xanh này. Con này màu ghi. Con này màu ghi với màu xanh đó, chị nào size L. ML chị mặc được cho em nhé. Chị nào size M, size L. Lấy mã 17, lấy 17 chất 17. Mã 17 cho em chị nào size L đi. Mẹ mặc rớt tùm lum cũng vừa mà được cũng được. Chị nào size L cho em mã 17. Lấy 17 chất 17, 17 size L cho em này. Lỗi lắm, con trắng lắm. Của ai á? 30.000 đi vào. Con nó 30 thôi. Rồi lấy 17, 17 chị nào size L cho em. Cái màu đẹp quá các chị ơi. Lấy 17 chất 17. 17 size L cho em. 17 size L cho em nhé. 30.000. À cái gì? 50.000. 50k lấy 17 chất 17. Mà lỗi chị gì? Chị Bích Nguyệt. Lỗi hết rồi chị Thành Hiền Nhật ơi. Hết lỗi rồi, chị kia chị lấy mất rồi. Trời ơi, còn mấy con này. Nhưng nói các chị này.
châu Âu sao mà nó đẹp gì mà nó đẹp. Rồi chị nào size M. Size S, size M cho em chị ơi. Cái túi nó còn chưa động đến luôn chị này. Nó còn chưa cắt cái túi luôn chị ơi. Quần này chưa xài đến luôn. Nói chung là cái quần này chưa động đến luôn nhá. Chị nào sẽ S, M cho em. S, M mang qua chị ơi. Quần ống rộng này, rất chi là rộng cho em. Mạ đen đi. Mạ đen cho em nhá. Quần nói chung là quần này chưa mặc đến luôn. Lấy đen chất đen, mạ đen cho em. Chị nào sẽ S, M. Lấy đen chất đen cho em. Màu thì cực kỳ xinh, ai gì nhỉ. Cái kiểu xinh lắm chị. Về các chị cắt hai bên túi ra này. Đen là chị Nga Nguyệt. Đẹp chị Nga Nguyệt. Con này xinh thì chị Nga Nguyệt này. Cái này của hãng luôn á. Xịn sò, thật là xịn sò. Chị Nga Nguyệt. Rồi con này cho em nó là vải nhung. Con này là vải nhung nhá chị ơi. Con này là vải nhung cho em này. Chị nào ML. ML mang vừa lấy nhung chất nhung nhá. Nó là vải nhung nhá chị ơi. Hàng nhung cho em chị này. Chị nào lấy mã nhung. Nhung cho em cũng bán cho chị 50 nghìn thôi. Trời ơi chị nào vải nhung này. Chị nào lấy đi các chị ơi. Mùa này mặc cũng được. Mùa đông mặc cũng được. Lấy nhung chất nhung cho em nhá. Mã nhung cho em. Con 50 nghìn thôi. Các chị mùa này mặc cảm thấy mà nóng á. Để dành đến mùa đông mặc. Mùa đông là không có cái hàng này đâu. Mà nó còn đắt nữa. Lấy nhung chất nhung cho em. Mã nhung, mã nhung. Nhung cho em còn 50 ngàn nữa chị ơi. Nhung 50. Mã nhung cho em 50k chị ơi. Lấy nhung chút nhung nhá. Nhung nhung 50. Mã nhung cho em 50 ngàn thôi các chị ơi. Rồi lấy xanh. Mã xanh cho em sẽ SM này. Sẽ SM mang được. Lấy xanh chút xanh. Mã xanh cho em 50 nghìn là xanh nhá. Xanh 50 chạy nào sẽ SM mang được. Với con nhung không chị nào lấy thật nữa hả? Thiệt hay giỡn vậy các chị? Thật hay giỡn vậy? Rồi lấy xanh rất xanh. Mã xanh cho em 50 nghìn. Xanh 50 chị nào sẽ SM cho em. Hả? Nhung và xanh của chị Thế Bích Nguyệt hả? Trời con nhung nó đẹp lắm luôn chị Thế Bích Nguyệt ơi. Không mặc. Không mặc được để dành mùa đông mặc. 50 nghìn hết. Nhung hết rồi chị Nga Nguyệt ơi. Đây hả? Trời em lên từ nãy giờ không chị nào lấy hết. Em nói nó đẹp lắm luôn á. Không bao giờ các chị mua được con này 50 nghìn. Toàn phải trên trăm hết nhá. Hết mất tiêu rồi chị. Cái lúc em hết quá trời không chị nào lấy. Lúc em hết quá trời không chị nào lấy hết các chị ơi. Rồi đây. Quần lửng. Rồi con lửng này dáng váy này chị này. Chị nào size L đi, M L. Chị nào size L đi. Quần rộng lắm chị ơi, quần ống cực kỳ rộng luôn. Chị nào size L cho em nhé. Lấy mã 08. Chị nào lấy 08 chốt 08 cho em. Chị nào size L mang vừa. Mã 08 cho em, chị nào size L mang vừa. Lấy 08 chốt 08. Lấy 08 cho em. Trời ơi đẹp lắm ơi chị không lấy à. 08 cho chị Nga Nguyệt. Đẹp lắm luôn chị Nga Nguyệt rồi. Cực kỳ xinh nhá, dáng lửng cho em. Đẹp lắm luôn. Cái form cực kỳ xinh luôn chị. Form hơi bị ok luôn. Chị Nga Nguyệt này. Form hơi bị ok luôn chị ơi. Rồi con này chị nào size to này. Chị nào 60kg nhá. Con này chị nào 60kg lận. Lấy mã to. Lấy to chất to cho em. Mã to cho em 60kg mang vừa. Lấy to chất to. Mã to, mã to cho em, chị nào 60kg cho em. Chị nào sẽ XL, L80. Lấy to, chất to cho em, mã to cho em 6A. Mã to cho em 60A. Mã to cho em 50k, 60kg cái đầu. Rồi lấy to, chất to, mã to cho em 50.000 thôi. To, to, 50, chị nào mà 60kg. Vải dày. Con này vải cũng hơi dày một tí chị này. Thế này em nghĩ chắc mùa đông nữa, chứ mùa này thì các chị mặc chống nắng mới được. Mặc làn thành chống nắng nhá. Tại vì cái vải nó hơi dày một tí xíu.
Rồi các chị này, một con quần kiểu cho em chị ơi. Cái này là quần gì trời? Cái này là cái gì các chị? Sẽ SM đó chị ơi. Lấy xanh chốt xanh nhá. Mã xanh cho em chị nào sẽ SM. Mai chuyển khoản thêm. À cái đơn của chị hả? À chị ơi thì nợ cho em cái địa chỉ nhá. Cái địa chỉ chị chưa cho em đâu. Mai cho em cái địa chỉ đi rồi em cộng thêm cái đơn này vào. Em đi đơn cho chị. Rồi lấy xanh cho em. Chị nói lấy xanh chốt xanh này. Xanh cho em 50.000 thôi. Xanh này xinh chị ạ. Một con xanh kiểu. Chị cho em cái địa chỉ. Chị à gì nhỉ? Chị cọc cho em rồi chị không cho em cái địa chỉ thôi chứ. Rồi ok chị. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh. Mã xanh, mã xanh. Xanh cho em. Xanh là chị nào sẽ SM thôi. Xanh là sẽ SM thôi chị nhá. Lấy xanh chốt xanh. Xanh là sẽ SM mang được. Nãy có lỗi, chị có được. À không chị, cái đó có chị. Chị gì là chị Phí Bích Nguyệt lấy đó chị. Chị Phí Bích Nguyệt rồi chị ơi. Rồi lấy chị một con thể thao chị. Một con thể thao cho em chị ơi. Chị nào lấy thể thao đi. Trời ơi các chị này. Cái hàng này nó chợ thì làm. Thế mẹ lấy mẹ mặn. Rồi chị nào lấy thể thao cho em. Thể thao chị nào sẽ SM thôi. SM thôi chị nhá. Chị nào lấy thể thao chứ thể thao này. Nó có xẻ một bên. Nói chung là cái hàng này xẻ một bên cho em chứ. Hai bên đều xẻ nhá. Rồi chị nào lấy thể thao chứ thể thao này. Thể thao cho em sẽ SM thôi chị ơi. SM thôi nhá. Size L thì nó sẽ hơi chậm. Chị nào sẽ SM mang vừa. Lấy thể thao chứ thể thao. Thể thao cho em sẽ SM thôi các chị. Cái vải của nó đẹp lắm luôn. Ô chị mai vàng chị đi đâu mất được trời. Chị toàn hỏi mấy con vải dày nên là giờ chị đâu hết đi đâu mất tiêu rồi. Thể thao cho em. Nghỉ đi hả? Nghỉ nhá chị ơi, nghỉ mạnh. Lên lớp con này chị em xuống like. Lên lớp con em xuống like chị ơi. Một con quần ống hơi bị to luôn. Ống cực kỳ to cho em chị. Chị nào lấy mã to. Lấy to chất to cho em nhé. Một con quần ống to cho em chị ơi. Chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em. Lấy to chất to nhé. Nó là dạng kiểu chị ơi. Nó là kiểu này cho em nhé. Rồi mã to chị nào size L. Nhìn cái ống thì nó to thôi nhưng mà cái vòng bụng là chị nào size L thôi nhá. Vòng bụng là size L mang vừa. Vừa lấy to chất to. Mã to cho em chị nào size L mang vừa cho em cực kỳ xinh luôn chị nào. To cho to. Chị nào size L. Chị nào to. Hả? Này chị lạ lạ. Chị lạ lạ lấy con này à chị lạ lạ. Em biết là chị không? Tự nhiên thấy to to này. Hay là con to thì lại anh biết. Chị là lạ con đó, phải con này không chị? Phải ok lại giùm em với, tự nhiên thấy chữ to. Tại vì khi này cũng con to rồi, em biết phải con này không để ý. Quên không để ý con này, rồi mã to cho em. Rồi em chào các chị nhá, mai em lên chị ơi, mệt rồi, đuối rồi. Không có sức rồi. Hết sức rồi các chị ơi. Chị là lạ ơi phải không? Tự nhiên nó mất tiêu, à không em không để ý. Biết còn không biết. Con thoát ra vô lại thôi. Rồi em chào các chị nhá. Chiều mai em rảnh thì em lên. Còn không thì em lên buổi tối. Buổi chiều là thường thường là tầm 2 giờ em lên. Buổi tối là 8 giờ chị ơi. Nếu mà mai làm xong đơn thì 2 giờ em lên, còn không xong đơn thì tối 8 giờ em lên chị nhé. Các chị ấn theo dõi em đi. Nào em lên cái là các chị biết liền. Em lên một cái là các chị biết liền chị ơi. Rồi chào tất cả các chị, hẹn các chị ngày mai nhé chị ơi. Hẹn các chị ngày mai gặp lại.
Em chào tất cả các chị.